Hậu tinh thần biến tập 18, Vạn hỏa ấn quyết thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chín đạo kiếm khí hình thành một vòng tròn nhỏ với lấy Ngộ Không. Ngộ Không cũng không kịp nghĩ nhiều hét lớn một tiếng, cả người kim quang bùng phát ngạnh xanh chín đạo kiếm này của Nghịch Ương. Quỳnh chín thanh âm dường như đồng thời vang lên, cả chín đạo kiếm khí đều đánh trên người Ngộ Không. Phần kim quang hộ thể của Ngộ Không đột nhiên giảm hẳn, đương nhiên lần này Nghịch Ương cũng là hạ thủ lưu tình, đã giảm đi hẳn một tầng uy lực nếu chưa vừa rồi nghịch ương sử dụng toàn lực thì ít nhất ngộ không cũng phải trọng thương ha 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 tiếng cười của nghịch ương sang sảng vang lên thấy một chiêu của ta thế nào những người bên cạnh nếu nhìn thấy đều biết nghịch ương hạ thủ lưu tình nhưng ngộ không trong vòng kiếm khí thì thấy không rõ suýt chút thì lâm vào hiểm cảnh nên bất ngờ nộ khí ầm ầm bùng phát còn bà nó hổ mà không phát uy thì ngươi lại tưởng ta là mèo ốm ngộ không nói xong trên tay kim bồng huy vũ cao giọng hô kinh thiên 72 côn trong nháy mắt xung quanh nghịch ương xuất hiện vô số côn ảnh ha 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 không được lực công kích quá thấp ngay cả sức nóng cũng không đủ nghịch ương cười to tôn ngộ không dù có thiên thần khí hỗ trợ thì với tu vi của hắn hiện tại phát ra kinh thiên 72 côn đối với nghịch ương cũng không thể tạo ra uy hiếp hắn đứng yên một chỗ không hề động đậy tôn ngộ không cũng lộ ra vẻ tươi cười kinh thiên liên hoàn côn lực công kích càng về sau càng lớn mà trong đó phương diện lợi hại nhất chính là lợi dụng không gian pháp tác tạo nên sự trói buộc đối thủ hạn chế hành động của họ Kinh thiên tam thập lục côn côn ảnh của kinh thiên 72, côn còn chưa tan hết thì kinh thiên 36 côn đã tới khiến nghịch ương cuối cùng vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Cũng không tệ lắm, có thể đem liên hoàn côn ra sử dụng, nghịch ương khóe miệng lộ ra một tia cười, thân thể chợt muốn di động giờ này lão không muốn dùng cứng đối cứng ngạnh kháng một côn của ngộ không. Quanh một tiếng nổ lớn, một đạo côn ảnh trực tiếp bổ vào người nghịch ương, giờ này lão đang mở mắt trừng trừng, vẻ mặt ngạc nhiên đến tột cùng. Vừa rồi khi lão di động muốn tránh côn này của ngộ không đột nhiên, phát hiện tốc độ của mình đột nhiên chậm đi rất nhiều, nên không thể tránh được một đạo côn ảnh đập trực tiếp vào người mình như vậy. Điều này sao có thể? Nghịch ương kinh ngạc nói, nhưng cũng không đợi cho lão suy nghĩ được nhiều. Kinh thiên 18 côn lại được đánh ra. Kinh thiên 18 côn, sắc mặt nghịch ương giờ này thay đổi thực sự. Thân thể di động trong sự trói buộc của không gian pháp tắc khiến tốc độ của lão rất chậm. Lão muốn sử dụng nghịch thiên nhất kiếm, nhưng lại sợ không cẩn thận bị thương hai người này vốn lão chỉ nghĩ lợi dụng hai người này để luận võ một chút ai ngờ đụng ngay phải ngộ không giờ thì lâm phải khổ nạn chính là mình tránh trái tránh phải lần này lão đặc biệt cẩn thận kinh thiên 18 côn cuối cùng không đánh được trên thân thể lão nhưng chưa kịp mừng thì ngộ không lại quá to kinh thiên cửu côn nghịch ương lúc này thấy mồ hôi lạnh túa ra lão vốn tưởng rằng liên hoàn côn chỉ có khoảng hai mức thôi nhưng lúc này thiên thần khí đánh ra kinh thiên chín côn lão cũng không dám khẳng định có thể chịu được nghe đây dừng lại nghịch ương vội vã hô không biết tên tiểu tử này có nghe không nếu nó mà sử dụng liên hoàn côn đến kinh thiên một côn thì mình không chết cũng bị thương nặng dừng lại lúc này may ra còn kịp tôn ngộ không cũng đột nhiên sừng sốt đang đánh nhau tới cao trào lại bắt người ta dừng lại ai chịu hắn cũng không quấy dừng lại cô ảnh tiếp tục đánh xuống liên hoàn côn tiếp tục sử ra kinh thiên tam côn nghịch ương lần này hối hận vì đã gây sự với tên gia hỏa này nhưng bản thân lão cũng là người cuồng vọng dù gì lão cũng là thượng phẩm thần nhân là thành chủ nếu đổi lại là một thượng phẩm thần nhân khác sợ rằng lúc này đã trở thành tương thịt rồi quanh trên người nghịch ương lại dính tiếp một côn lão há miệng phun ra một ngụm máu màu xám thân thể phi ra xa kinh thiên ngộ không vẫn không có ý muốn dừng tay đang định đánh ra kinh thiên liên côn kinh thiên nhất côn nếu nghịch ương hoàn toàn không chết hắn quyết định đánh ra một côn cuối cùng để kết thúc trận chiến bùng một âm thanh vang lên ngộ không bị một quyền của huống thiên minh đánh bay ra xa liên hoàn côn cũng đột nhiên bị phá giải không gian trói buộc cũng không còn rốt cuộc thân thể của nghịch ương cũng ổn định trở lại đến bây giờ trên mặt lão vẫn còn hiện lên một tia sợ hãi nếu ngộ không còn đánh ra một côn cuối cùng chính lão cũng không dám khẳng định mình có thể chịu được hay không tôn ngộ không bị một quyền của huống thiên minh bắn ra xa ổn định được thân thể thì mặt đã đỏ lên mắng to lão huống ý của ngươi là gì ta đang sắp đánh thắng hắn nguyên cớ gì mà ngươi lại giúp hắn đánh ta huống thiên minh cuống quýt khoát tay nếu một côn của ngươi vừa rồi đánh ra nghịch ương không chết cũng trọng thương luận bàn là luận bàn vừa nãy lão cũng đã hạ thủ lưu tình ngươi ra tay cũng phải có chừng mực chứ huống thiên minh nói thật nhưng những lời này lại khiến ngộ không giận giữ ngươi nói cái gì hắn vừa rồi hạ thủ lưu tình hắn nếu lão tử vừa rồi không hạ thủ lưu tình thì một bổng vừa rồi đã đánh chết hắn hừ hừ tự đại huống thiên minh vốt miệng nói mặc kệ ngươi nói thế nào nhưng nghịch ương là hồng quân thành thành chủ dù gì sau này cũng là người của mình vạn nhất xảy ra chuyện gì sau này làm sao gặp mặt tôn ngộ không sờ sờ đầu cười hắc hắc nói a à. sao ta lại quên nhỉ cứ đánh nhau là ta không nghĩ được chuyện gì khác hắc hắc lúc này nghịch ương đã khôi phục được hành động lão nhanh chóng bay trở về phía ngộ không và hướng thiên minh khóe miệng vẫn còn vương vết máu màu xám lão sờ sờ ngón tay cái lên nói tiểu tử quả nhiên lợi hại kinh thiên côn pháp còn muốn hoàn hảo hơn hồng quân các người huynh đệ đều là biến thái mà nguyên lai phá thiên nhất kiếm của lão có thể xem như tại tầng không gian này là thượng đẳng rồi vạn lần cũng không nghĩ đến mới lần đầu gặp hồng quân đã đụng phải nghịch thiên nhất kiếm rồi gặp phải ngộ không là kinh thiên liên hoàn côn uy lực côn sau gấp đôi côn trước không những thế côn pháp còn lợi dụng được không gian pháp tắc trói buộc đối thủ thực sự mà nói nếu nghịch ương không sử dụng nghịch thiên nhất kiếm thì đương nhiên không phải là đối thủ của ngộ không tôn ngộ không hưng phấn nhìn nghịch ương nói lão đầu nhi lần này đã tin tưởng thân phận của chúng ta chưa huống thiên minh đứng bên cạnh nhìn cũng không hiểu tại sao nghịch ương có thể tin tưởng thân phận của họ ha 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 bất hảo ý tứ ta từ đầu đã sớm tin tưởng thân phận của các ngươi chỉ muốn biết huynh đệ của tiểu quân có bản lĩnh gì bên cạnh đó trong lòng ta cũng hưng phấn vì lâu rồi không được thoải mái đánh một trận nghịch ương ngại ngùng nói gì huống thiên minh cũng nhíu mày ngươi như thế nào mà tin tưởng chúng ta nói là thật nhãn lực thứ nhất ta xem các ngươi không phải là tầm thường nếu không ta đều có tự mình cùng các người động thủ tiểu quân khoảng bao giờ thì xuất quan ngộ không vội vàng hỏi nghịch ương mỉm cười nói ta nhận được tin tức tiểu quân hai ngày nữa xuất quan thật tốt quá tôn ngộ không đứng bên cạnh cũng tươi cười rốt cuộc cũng được đoàn tụ nghịch ương nhìn ngộ không hình dáng ngộ không đang cao hứng trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy vui mừng cái chết của liễu Hàn thư gây cho hồng quân nhiều sự đà kích giờ này nghe ngộ không nói huynh đệ có thể đoàn tụ coi như có thể có chút bồi đắp lại cho hồng quân đi chúng ta quay trở lại thành chủ phủ trước mắt ba người chúng ta làm vài chén rượu nghịch ương vung tay áo lên sảng khoái nói hai người tôn ngộ không và huống thiên minh liếc mắt nhìn nhau vội vã theo nghịch ương trong chốc lát đã tới hồng quân thành thành chủ phủ lần này là nghịch ương dẫn hai người vào nên không có ai hỏi han gây khó dễ cho bọn họ hồng quân chúng ta ra khỏi đây sau đó cùng mọi người bàn bạc từ ngày đó hồng quân luôn luôn tự hỏi mình tìm biện pháp khiến thực lực của thần giới thứ hai lớn mạnh trải qua vài ngày khổ tâm suy nghĩ cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một vài biện pháp khả dĩ dành cho thần nhân của thần giới thứ hai tu luyện. Ừ, trước tiên tập hợp chín thành chủ cùng nhau bàn bạc, xem sử dụng biện pháp gì mới có thể tăng lên thực lực của thần giới thứ hai, ngay cả Hồng Quân cũng cảm thấy mình có đôi chút khổ cực, mệt mỏi, chính là có một số việc đưa ra cho mọi người cùng bàn bạc lại là chuyện hay. Trận pháp cũng không nghĩ tới nữa, Hồng Quân cùng La Bang đi ra khỏi mật thất, thần thức đảo qua nhất thời phát hiện ra chỗ ở của nghịch ương, đồng thời, hắn cũng phát hiện ra những khí tức quen thuộc của tôn ngộ không và huống thiên minh hồng quân có chút sững sờ nét mặt có đôi chút kinh hãi la băng thấy thế có chút khó hiểu liền hỏi làm sao vậy nhìn mặt huynh sao bỗng dưng có hứng vậy ha ha băng nhi nàng không cảm giác được sao ngộ không còn có huống thiên minh rốt cuộc đã tới được nơi này thần sắc của hồng quân có đôi chút khoa trương từ khi liễu hàn thư cùng lâm lâm chết đi khiến hắn càng trân trọng thêm tình cảm huynh đệ cái gì la băng cũng có chút kinh ngạc vừa rồi bước ra khỏi mật thất, nàng cũng không có chú ý tới người nào, chỉ một mực suy nghĩ những điều ở trong lòng. Chỉ một mực theo Hồng Quân đi ra không để thả thần thức nên khi nghe Hồng Quân đột nhiên hưng phấn thì thần thức lập tức triển khai rất nhanh chóng phát hiện ra ngộ không vào hướng thiên minh. Thật sự là bọn họ, chúng ta đi mau trong phút lơ đãng là bằng nắm lấy tay Hồng Quân kéo đi, hướng phía sân của nghỉ cương phi tới. Trên mặt Hồng Quân có nửa phần buồn bực, nửa phần ngượng ngùng, không tự chủ được bị la băng kéo đi ngộ không thiên minh hồng quân đang còn bay trên không chưa kịp đáp xuống mặt đất đã gọi lớn tôn ngộ không cùng huống thiên minh kinh ngạc hướng phía phát ra âm thanh quay lại thân ảnh la băng cùng hồng quân đang nắm tay nhau từ nhỏ dần biến thành lớn hiện ra trước mặt bọn họ các ngươi đây là huống thiên minh kinh ngạc kêu lên trong khi hồng quân và la băng đang tay trong tay hai người thấy huống thiên minh kêu lên như vậy đều cuống quýt bỏ tay nhau ra sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng quả nhiên huynh đệ của tôn ngộ không ta lợi hại phi thăng so với ta cách không bao lâu mà đã xây dựng được cơ nghiệp như vậy tôn ngộ không khoa trương, ôm chặt hồng quân. Tuy nhiên đối với hắn khi đã trở thành trung phẩm thần nhân thì không sợ loại đẻ ép, chỉ cần dùng sức một chút có thể tách ngộ không ra. Lần này lại đến lượt ngộ không kinh ngạc, hắn đi quanh hồng quân hai vòng rồi đột ngột nhảy dựng lên, ngón tay chỉ vào hồng quân, vẻ mặt kinh ngạc đến nửa ngày không nói ra được câu nào. Như thế nào có thể, ngươi, ngươi đã là trung phẩm thần nhân. Cái gì? Hồng quân huynh đệ đã trở thành trung phẩm thần nhân nghịch ương cũng giật mình trợn mắt nhìn hồng quân lần này mới nhìn kỹ quả thật hồng quân có đột phá con mắt lại lập tức trợn to hơn có cái gì mà phải giật mình đâu chỉ có mình ta đột phá băng nhi cũng đã đột phá hồng quân mỉm cười đối với thái độ ngạc nhiên của mọi người hắn cũng không để ý tới người người cũng đột phá tôn ngộ không giờ phút này chết lặng từ trước cho tới nay hắn kiêu ngạo nhất chính là sự tiến bộ nhanh của mình vô luận là tu la giới hay vô danh không gian thì hắn cũng chính là người có tiến bộ nhanh nhất tu vi cao nhất, hắn cũng là người phi thăng sớm hơn Hồng Quân cùng La Băng. Hôm nay sau khi phi thăng không có bao lâu, cả Hồng Quân và La Băng đã trở thành trung phẩm thần nhân, hắn vẫn đang còn dừng lại hạ phẩm thần nhân cảnh giới không biết lúc nào mới có thể đột phá. Đối với hắn điều này là một sự đả kích, ngộ không không biết rằng tại tầng 6 Hồng Quân đã trở thành thần nhân, chỉ là áp chế công lực không cho mình phi thăng, nếu mà tính ra thì Hồng Quân mới chính là người đạt tới thần nhân cảnh giới thứ nhất trong đám người bọn họ. Thành chủ phủ, hậu viện tôn ngộ không cùng uống thiên minh tới tạm thời làm tan đi những uất trong lòng mấy lâu nay của hồng quân ba ngày hồng quân ngộ không huống thiên minh cùng nhau điên cuồng uống rượu lão nghịch ương cũng gia nhập đội rượu cùng bọn họ chỉ có la băng chỉ lặng im ngồi nhìn chính mình chỉ uống một chút mà thôi hồng quân lần này uống không ít rượu được cất trong giới chỉ khiến cho ba người nghịch ương phải hô to ngay cả một người ít uống rượu như huống thiên minh đối với rượu của hồng quân cũng than thở không thôi bởi vì hắn cùng ngộ không sống trong thôn trang lâu lắm rồi chưa được uống loại rượu nào ngon đến như vậy trong khi uống rượu nghịch ương đột nhiên than thở hồng quân quả thật là một gã biến thái không những thế những người bên người hắn cũng toàn là những gã biến thái mới đầu nhìn một người một người phụ nữ yếu đuối phi thăng không được bao lâu giờ cũng trở thành trung phẩm thần nhân cả tầng thứ bảy này tốc độ tu luyện nhanh như nàng cùng hồng quân cũng không có mấy người còn có tôn ngộ không cùng huống thiên minh tôn ngộ không thì không cần phải nói nữa sợ rằng nghịch ương phải sử dụng thiên thần khí cùng nghịch thiên nhất kiếm mới có thể đấu cùng hắn còn lại gã huống thiên minh mặc dù nghịch ương chưa từng giao thủ với hắn nhưng mới nhìn qua cũng đã biết là không đơn giản trong khi tôn ngộ không đang thi triển kinh thiên liên côn mà hắn vẫn có thể ra tay ngăn trở thì không phải là người tầm thường nhưng nghịch ương vẫn tính toán sai một điểm lão cũng không tính rằng cái người nữ tử trông có vẻ yếu nhất kia cũng là một người không hề đơn giản nàng tu la ma hoàng đạo lại có nhị lưu hồng mông linh bảo so sánh với tôn ngộ không chỉ có hơn chứ không kém huống thiên minh nếu không dùng đến trung cực biến thân thì không thể nào là đối thủ của nàng mà cho dù có trung cực biến thân cũng chỉ là ngang tay muốn đánh bại la băng là một sự việc vô cùng khó khăn trong mấy người tu vi cao nhất ngược lại lại là người yếu nhất tin tức hồng quân xuất quan nhanh chóng được lan truyền ra hồng quân thành những người muốn tận mắt nhìn thấy hồng quân tập trung xa xa bên ngoài thành phủ ít nhất cũng có mấy vạn người đối mặt với nhiều người sùng bái mình như vậy cũng khiến hồng quân giật mình hắn cũng cảm thấy cao hứng để cho bọn họ thấy mặt để thỏa mãn tâm nguyện của những người này. Đối với sự phát triển của Hồng Quân Thành và những thành trì xung quanh Hồng Quân cũng rất vui mừng. Thần giới thứ hai chậm rãi phát triển mà nhờ vào sức của chính bản thân họ là sự phát triển tốt nhất. Sau này có sự giúp đỡ của Hồng Quân hay không thì cũng có thể đứng sánh vai với thần giới thứ nhất. Cách Hồng Quân Thành hơn 80 ước dặm, Chu Gia Tổng Bộ, Chu Thị Thành, một tòa thành trì lớn hơn gấp trăm lần Hoàng Sa Thành, ở lại đều là Chu Gia Đệ Tử. Đây cũng chính là tổng bộ của Chu gia tại tầng không gian thứ bảy. không những thế bọn chúng còn khống chế rất nhiều thành trì khác. Chu Thiên cùng 30 vị Chu gia cao thủ chết đi nhanh chóng chuyển đến Chu gia tổng bộ. Trông Chu Thiên bên ngoài thì địa vị rất cao, nhưng đối với Chu gia tổng bộ, cao thủ nhiều như mây thì hắn cũng không tính là cái gì. Duy nhất chỉ có một điểm là trận pháp của Chu Thiên rất có tiền đồ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Chu Thiên dù sao cũng không phải trực hệ của Chu gia tộc trường, một thị tộc khổng lồ nên vị trí của hắn cũng không được tính là cao. Thạch Nhược Tín vốn vẫn coi thường người của Chu gia, hắn theo như lời của Chu Thiên cùng 30 vị cao thủ đã chết, thì Chu gia luôn luôn không tin tưởng bất cứ một người nào. Nếu có chuyện bao giờ cũng phái người điều tra trước rồi tính. Trải qua những tin tức đã điều tra cùng với những tin tức đã nhận được, Chu gia có vài điểm nhận định. Thứ nhất, Thạch Nhược Tín muốn đánh Hồng Quân chín thành, kỳ thật là muốn thiên thần khí trong tay Hồng Quân, điểm ấy cũng chính từ hắn phái ra toàn bộ cao thủ truy sát Hồng Quân và để bên mình là những người tinh nhuệ nhất. Thứ hai, Chu gia trưởng lão, cao thủ không phải do Hồng quân giết chết, người của Hồng quân quá ít, cho dù họ có cường đại trở lại. Muốn giết 30 người của Chu gia cũng không ngu ngốc tuyên truyền rộng rãi ra bên ngoài, căn bản hắn làm không được, chỉ có cách là thạch gia bí mật kết hợp với quân đoàn mới có khả năng, mà ngày đó thạch nhược tín quả thật cũng có dẫn theo phong. Vũ, lôi đoàn đi vào chiến trường. Thứ ba, Hồng quân cũng không phải tầm thường, dẫn dụ quân của thạch nhược tín đi vào lãnh địa của huyền hổ thú sau đó bầu trời lại xảy ra dị biến mà điểm xuất phát lại từ huyền tinh thiết quáng rất có thể lần dị biến này có liên quan đến hồng quân chu gia phân tích hoàn toàn chính xác cuối cùng họ còn bắt được một người của phong đoàn sau khi sư hồn liền biết được điều họ phân tích là đúng ngoại trừ chu thiên khi phá trận bị hồng quân giết thì tất cả các cao thủ ở bên ngoài đều do thạch nhược tín giết chết đối với việc thạch nhược tín giết người của chu gia Bọn họ cũng không tuyên truyền thông tin này ra ngoài, nhưng khi nhận được tin tức Thạch Nhược Tín trở về cũng biết được rất nhiều người của Chu gia bị Hồng Quân giết chết. Thạch gia tuy không bằng Chu gia, nhưng cũng là một trong những đại gia tộc, nhưng bây giờ gã Hồng Quân này không biết từ đâu chui ra không hề nể mặt của Thạch gia giết rất nhiều người của bọn họ, mà địa vị của Thạch Nhược Tín tại Chu gia đối với Chu Thiên còn cao hơn nhiều, hắn tuy chỉ là một thành chủ, nhưng lại là có quan hệ trực hệ với Thạch gia, nếu không thì làm sao hắn dám xuống tay giết người của Chu gia? Hơn 600 năm sau, sự việc của Hồng Quân khiến Chu Gia cũng chưa biết phải xử lý như thế nào. Ngày hôm nay, tại tầng không gian thứ bảy, Chu Gia tộc trưởng Chu tập trung các hạch tâm trưởng lão lại đề nghị sự. Tộc trưởng, ta cho rằng, mặc kệ cái tên gọi là Hồng Quân kia thần bí như thế nào thì chúng ta vẫn phải diệt trừ hắn, nếu không sau này sẽ thành đại họa. Chu Gia trưởng lão Chu Nham Đô là người đầu tiên lên tiếng. Từ trước đến nay hắn luôn luôn là người trong trưởng phái chủ chiến, nhiều lần xin xuất quân diệt trừ Hồng Quân chỉ là không được tộc trưởng chu đồng ý ta tán thành ý kiến của nham đô trưởng lão loại này chính là manh nha trạng thái bạo động phải nhanh chóng diệt trừ phe chủ chiến trưởng lão chu dũng cũng tiếp theo nói nham đô trưởng lão dũng trưởng lão diệt trừ thế lực này của hồng quân thật sự không phải là chuyện khó vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải điều tra rõ ràng lần trước bầu trời dị biến có thật sự quan hệ với gã hồng quân kia không còn có tại sao trên tay hắn lại có thiên thần khí tất cả vấn đề này phải được điều tra rõ ràng phản đối ý kiến của phe chủ chiến chính là chu tàng trưởng lão hắn chính là ủng hộ sự điều tra của chu gia cả tầng không gian thứ bảy này có lẽ không ai biết hơn hắn về sự được mất mỗi ngày các mật thám của chu gia luôn luôn thông báo tin tức và tập trung phân tích đưa lại cho hắn đó cũng chính là lý do hắn cảm thấy kiêng kỵ gã hồng quân này những người biết nhiều chuyện chưa từng có ai vượt qua được hắn và chính đó là lý do chu tộc trưởng luôn tin tưởng hắn điều tra điều tra mỗi lần điều tra là đã mất đến 600 năm rồi nhưng ngươi vẫn chẳng điều tra được cái gì cả Ngươi nói điều tra chưa ra chúng ta chờ đợi 600 năm Nếu ngươi không điều tra ra Không lẽ chúng ta cũng phải chờ ngươi đến 600.000 năm sau Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ mắt nhìn bọn chúng phát triển Chu Nham Đô đối với Chu Tàng rất bất mãn Mỗi lần đều là Chu Tàng lấy cứ là điều tra mà không thể xuất quân đối chiến Lần này trước mặt tộc trưởng Hán cũng không ngần ngại phát tiết Phải điều tra Chúng ta có thể bắt cái gã gọi là hồng quân kia lại tra hỏi Cái gì mà không biết chứ còn cứ như vậy điều tra cái bí mật quỷ quái kia vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí tinh lực chu dũng lại là người không có chút tức giận nói khiến chu tàng sắc mặt không khỏi biến đổi mấy vị trưởng lão cũng không cần tranh cãi nữa tàng trưởng lão bây giờ không có đồng ý chiến đấu thì rõ ràng cũng có lý do của ông ta một khi gã hồng quân kia thực sự là người có thể làm phát sinh bầu trời dị biến thiên địa đều có thể điều khiển thì có gì hắn không làm được chúng ta nhất định phải cẩn thận chỉ một chút không cẩn thận thôi thì chu gia chúng ta dễ dàng gặp phải tai ương có khi còn toàn bộ bị tiêu diệt chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của chúng ta tại thần giới các người đã quên rồi sao chu trưởng lão chỉ mấy người đang tranh cãi hắn chính là tán thành ý kiến của chu tàng trước tiên phải điều tra kỹ càng sau đó mới quyết định theo như lời nói của hắn thì sau khi thần giới xuất hiện thì đã trải qua hai lần diễn kỷ chu già trước kia có một vị thiên tôn nhưng chính vì đắc tội với trưởng khống giả thứ hai lâm mông khi đó lâm mông mới sáng tạo ra một vũ trụ nên bị lâm mông giết chết trong những điều giáo huấn của tổ tiên từ đó cũng đã có những điều răn dạy cho chu gia đệ tử, sau khi chu gia thiên tôn chết đi cũng kéo theo sự xuống dốc của chu gia, chu gia tộc trưởng lên tiếng khiến chu nham đô và chu dũng cũng không dám có ý kiến gì, cục tức đó bọn họ cũng chỉ còn biết nuốt vào trong bụng, địa vị của chu gia tộc trưởng là cái mà chu gia trưởng lão bọn họ không thể so sánh được. Tàng trưởng lão, điều tra cũng nên điều tra nhanh hơn một chút, trọng điểm điều tra thiên thần khí trên người Hồng Quân từ đâu mà có, bầu trời dị biến có quan hệ đến hắn không thì sau này điều tra cũng không muộn chu tộc trưởng nhẹ nhàng nói sau đó bước ra ngoài bình thân thể tôn ngộ không bị một kiếm của nghịch ương đánh bay ra xa chậm rãi dừng lại trong lòng hắn giờ này lại bùng lên một ngọn lửa hưng phấn lớn tiếng kêu hay thống khoái đã lâu không có đánh đã tay như vậy hãy thử tiếp ta kinh thiên nhất côn theo tiếng hô của ngộ không kim cô bổng đột nhiên biến dài ra mạnh mẽ đập về phía trước không gian trở nên gợn song sau mỗi lần côn ảnh đi qua kim quang cũng theo không gian chấn động mà lao nhanh về phía nghịch ương tôn ngộ không cùng huống thiên minh đến chỗ này người cao hứng nhất không phải là hồng quân mà là nghịch ương hai người này chính là những người ưa chiến đấu ưa náo nhiệt hai người cứ cách khoảng ba năm lại chiến đấu một trận thời gian trôi qua cũng khiến nghịch ương dần yên tâm cho dù lão có vận dụng nghịch thiên nhất kiếm cũng không có khả năng giết chết ngộ không thậm chí nếu không vận dụng đúng thời cơ muốn chiến thắng ngộ không cũng phi thường khó nên những lần đầu tiên động thủ hai người chiến đấu thì nghịch ương có số lần thắng nhiều hơn lại là chơi này sao nghịch ương nhíu mi trong khi tôn ngộ không vừa xuất ra kinh thiên nhất côn thì đột nhiên có một cỗ lực vô hình trói buộc khiến tốc độ của lão đột nhiên chậm lại ngạnh kháng với một côn của ngộ không hay không nghịch ương cho tới bây giờ cũng không muốn đụng phải hòn đá tảng này phá thiên nhất kiếm chân nguyên toàn thân vận chuyển ngay lập tức nghịch ương xuất ra nghịch thiên nhất kiếm hai luồng kiếm khí cùng côn khí va chạm một chỗ bởi vì nghịch ương ra tay chậm hơn nên điểm va chạm năng lượng của hai cỗ kình khí rất gần với người lão sư kình của cú va chạm này chấn nghịch ương vang đi thật xa mấy ngàn thước đối với ngộ không thì đây chính là thời gian hắn xuất ra kinh thiên liên côn dừng dừng nghịch ương nhìn thấy bộ dáng ngộ không chuẩn bị đánh ra kinh thiên liên côn thì vội vàng hô dừng lại ta nhận thua là ta nhận thua được chưa nghe nghịch ương nói tôn ngộ không liền thu hồi kim cô bồng bay tới trước mặt nghịch ương cười hì hì nói ta nói cho lão nghịch đằng nào ngươi cũng thua lần này lại có rượu uống rồi từ khi uống qua rượu của hồng quân ngộ không cùng nghịch ương mỗi lần giao đấu đều đem loại rượu này ra cá độ nhưng những lần chờ không được thèm rượu quá liền lại một lần nữa giao độ cá cược dự kiến mỗi lần giao đấu phải trên dưới 3 năm nhưng bây giờ mới có ba tháng mấy tên gia hỏa này lại đòi giao đấu rồi trong 3 tháng vừa qua nghịch ương không dưới 10 lần đi xin rượu của hồng quân hôm nay lão lại thua nữa ai lại khổ lão nghịch rồi nghịch ương cười khổ một chút rồi nói được sẽ có rượu uống để ta đi xin rượu đã ta tin tưởng lần sau nhất định ta sẽ thắng lúc đó nhìn bộ dạng của ngươi chắc là mát lòng mát dạ lắm nghịch ương trong lòng cũng đang không ngừng tính toán bây giờ mà đánh nhau với ngộ không thì phần thắng thuộc về mình sẽ rất ít nhất định phải mượn thiên thần khí có thể chia làm chín thần khí của hồng quân để cho ngộ không ngay cả cơ hội sử dụng kinh thiên liên côn cũng không có như vậy mình thắng chắc năm mươi phần trăm rồi bộp tôn ngộ không vỗ vào vai nghịch ương ha ha nói lão nghịch không phải ta nói với lão rồi sao tuổi lão đã bao nhiêu chữ số rồi lão cũng nghe qua câu trẻ tuổi cậy sức rồi chứ hắc hắc trên tràn nghịch ương nhan lại lão giả người tưởng người còn ít tuổi lắm sao hư phù một trận gió mạnh thổi qua nghịch ương đột nhiên có cảm giác ngộ không bên kia hình như có người ngộ không vừa nghe nghịch ương nói thì cũng chú ý về hướng mà lão chỉ nhưng tu vi của hắn còn thấp nên không phát hiện ra điều gì khả nghi tôn ngộ không cũng không thèm để ý trên mặt lộ ra vẻ mất hướng lão nghịch lão đừng đánh trống lảng hôm nay tuyệt đối lão phải đi xin rượu nghịch ương vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôn ngộ không nói ngộ không thực sự là có người hơn nữa còn có tới mười mấy người toàn là người của thần giới thứ nhất, chỉ sợ là bọn chúng tới tìm tin tức, chúng ta tới đó thử xem nghịch ưng nói xong liền hướng phía đó bay đi, Ngộ Không sau một trận kinh ngạc cũng vội vã theo sau. Cũng khó trách Tôn Ngộ Không không cảm ứng được, vì bay tới mấy ngàn dặm mới thấy được mười mấy người đúng như lời nghịch ưng nói, nhưng nhìn qua dường như họ không phải tới đây để tìm hiểu tin tức, tổng cộng họ có 13 người, một người đang bị 12 người khác vây công, trên thân thể người nọ đã có nhiều vết thương mắt có thể thấy người kia sắp chết trong tay 12 người còn lại. Tôn Ngộ không mở thật to mắt ra để nhìn, vì người đang bị vây công là một người con gái. Mặc kệ là người của thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai thì đối với Tôn Ngộ không mà nói, hắn ghét nhất người nào đánh phụ nữ. Cho dù trước đây tại tu la giới hắn vào dương tình có xung đột thì hắn cũng chỉ nắm tay đối phương uy hiếp mà thôi. Lúc này 12 người vây công một người phụ nữ nhất thời khiến thất khiếu hắn phun khói. Còn bà nó, 12 người các người một chút đàn ông cũng không có. 12, Cả đàn ông lại đi vây công một người phụ nữ tôn ngộ không vừa nói xong đã phi thân về phía trước, kim bồng trong tay vung lên, một đạo côn khí đánh thẳng vào trung gian giữa người con gái nọ, cùng 12 tên nam nhân. Quỳnh không gian chấn động, bùn đất tại chỗ này văng lên tứ tung, ngay cả cây đại thụ ở gần chỗ đó cũng bị cuồng kình đánh cho bật gốc. Một côn này cũng khiến 12 người nam nhân tách ra khỏi người nữ nhân nọ, nhưng một côn của ngộ không quá bá đạo, đứa tử kia đang bị thương sẵn giờ này, bị côn khí đánh vào người trực tiếp hôn mê mười hai người kia không có chút gì sợ hãi một người đi ra nhìn ngộ không quát khốn kiếp mặc dù người của thần giới thứ hai các ngươi đoạt được không ít thành trì nhưng đừng tưởng chỉ có như vậy thì các ngươi có thể ngang vai với chúng ta chuyện của chu gia chúng ta không đến lượt ngươi quản chu gia tôn ngộ không đến đây chưa được bao lâu mà lúc nào cũng chăm chăm đấu đá với nghịch ương cá độ nên chuyện của hồng quân với chu gia và thạch gia cũng không rõ ràng lắm nghịch ương đứng bên cạnh nghe thế thì đột nhiên cũng nghiêm túc hẳn truyền âm cho ngộ không ngộ không giết tất cả bọn chúng một người cũng không để lại. Tôn Ngộ không sửng sốt khi nghe những lời này, nhưng đột nhiên khuôn mặt lộ lên hương phấn. Hắn nhìn những người này không có lấy một hạ phẩm thần nhân, kiểu chiến đấu như vậy là kiểu mà Ngộ không thích nhất. Con mắt lộ ra kim quang, người nọ đang định nói cái gì, thì một côn của Ngộ không đột nhiên đập tới. Quỳnh 12 người không những là không có một hạ phẩm thần nhân nào mà tuyệt đối toàn thượng phẩm thần nhân. Một côn này đối với 12 người này không tạo thành uy hiếp, họ chỉ dùng tốc độ để nhanh chóng né tránh. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab .sa phim viết liền không dấu nhé. Thiên thần khí một thượng phẩm thần nhân trong số 12 người đột nhiên chú ý tới kim bồng trong tay ngộ không, nhất thời hắn hô lên. Phập thần kiếm của nghịch ương cũng đã đâm xuyên qua thân thể của một thượng phẩm thần nhân khác. Năng lượng cuồng bạo của thiên thần khí nhanh chóng đánh nát bấy linh hồn cùng nguyên anh của thượng phẩm thần nhân kia trên thần kiếm của nghịch ương còn vương một chút máu màu xám đột nhiên lão cười to nói ngộ không lần này chúng ta cá độ xem ai giết được nhiều người hơn nội dung cá độ không thay đổi nghịch ương vừa dứt lời thì bong kiếm lại hướng một thần nhân khác bay tới lại là thiên thần khí những người còn lại sắc mặt nhanh chóng biến thành màu đen hiện tại bọn họ trở thành con mồi của hai tên lạ mặt kia dù bọn họ là tinh anh đệ tử của chu gia thì khi đối mặt với thiên thần khí của nghịch ương và tôn ngộ không thì cũng không thể nào dương oai được Tôn Ngộ Không sắc mặt tối sầm mất hướng nói lão nghịch, lão thật hèn hạ. Kinh Thiên Nhất Côn Miệng vừa nói xong tay hắn đã động, hắn vốn không nghĩ cần phải nhanh chóng sử dụng ra Kinh Thiên Côn pháp như vậy. Mặc dù không có tưởng phải nhanh chóng huy động lực lượng trong cơ thể, nhưng đặc điểm của Kinh Thiên Côn pháp vẫn được sử ra, không gian xung quanh nhanh chóng bị áp súc đè ép, 12 người này mặc dù có thể cử động nhưng hành động thì chậm hơn nhiều lần. Đứng trước Ngộ Không là ba người nhanh chóng bị hắn một côn đập cho nát bét những người này dĩ nhiên không có thần khí chiến y đại bộ phận chỉ mặc trên người thượng phẩm tiên khí chiến y mà thôi cả ba người trên thân thể đều lĩnh chọn kinh thiên nhất côn được xuất ra bởi kim cô bồng thiên thần khí nên chưa kịp la một tiếng nào đã chết tốt tôn ngộ không cũng đặc biệt cao hứng một chiêu giết được ba người hắn quay lại nhìn nghịch ương nhưng sắc mặt đột nhiên tối sầm lại vừa rồi hắn ngay lập tức có thể giết chết một lúc ba người nhưng kinh thiên nhất côn tương đối tốn thời gian trong khi đó nghịch ương đã giết chết tiếp năm người nữa như vậy 12 người giờ chỉ còn lại hai người. Kinh thiên nhất côn ngộ không cũng không kịp suy nghĩ nhiều, sử dụng kinh thiên nhất côn hướng hai người đập tới. Lần này sử dụng kinh thiên nhất côn hắn đánh ra còn muốn nhanh hơn lúc trước, ngay cả lực trói buộc không gian cũng không có. Nhưng cũng may là hai người nọ đã bị lực lượng của ngộ không và nghịch ương chấn nhiếp, vừa nhìn thấy nghịch ương định ra tay liền nhanh chóng bay lui đi. Nhưng đó cũng chính là đường côn của ngộ không đang đập tới. Kết quả là hai người bị đánh nát biến mất khỏi không gian này từ khi động thủ đến khi giết chết 12 người, nếu về mặt thời gian mà nói, 10 lần hít thở cũng không đến. Ngộ không đối mặt với nghịch ương nói lão nghịch, ngươi thật xảo trá, ha 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 nghịch ương ha ha cười dù sao lần này là ta thắng, chuyện rượu lần sau ngươi lo nhé, hắc hắc. Tôn ngộ không cũng không để ý đến nghịch ương, trong tay cầm kim cô bồng hướng người con gái đang hôn mê bước tới. Nghịch ương sững sốt, cũng không biết ngộ không định làm gì, đi theo sao hỏi ngộ không, ngươi định làm cái gì. Ngộ không cũng không quay đầu lại, buồn bực nói giết nàng nghịch ương cả kinh vôi chạy lên phía trước hán ngộ không ngươi đừng xúc động có thể từ nàng chúng ta sẽ biết không ít chuyện của chu gia nghịch ương thấy người của chu gia vây bắt nàng nghịch ương đột nhiên nảy ra ý định dùng đó để cứu vãn tình thế chu gia thì họ cũng biết khá nhiều nhưng chưa từng có người của thần giới thứ nhất nói với họ chứ đừng kể là người của chu gia quân thành tên tôn ngộ không đứng lại mặt vẫn không hề thay đổi nói ta bực tức nên chỉ tùy tiện nói như vậy thôi nghịch ương thở ra một hơi tên hầu tử này thật khó đoán trong khi Hắn đang tức giận, một chút không kiểm soát được giết chết nàng thì hỏng chuyện. Dọc đường trở về không ai nói với ai câu nào, họ mang người con gái này đi một mạch thẳng về Hồng Quân Thành. Trong phòng của La Băng, người con gái kia tỉnh lại, thì đập vào mắt nàng đầu tiên là một quanh cảnh lạ hoắc, nàng cố gắng ngồi dậy, trong đầu còn đang mê muội liền hỏi ta ta đang ở đâu? Đây là Hồng Quân Thành, tên trước kia của nó là Lạc Phượng Thành, nhưng bây giờ, đó không phải là quan trọng, bây giờ nó là thành trì của thần giới thứ hai La Băng ở bên cạnh giải đáp sau đó nàng liền khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng của mình. Ngươi là ai? Tại sao lại bị người của Chu gia đuổi giết? Người con gái nọ đột nhiên thất thần, chậm rãi nói ta gọi là Chu Lam một âm thanh trầm thấp vang lên. Chu Lam chính là người của thần giới thứ nhất, tu vi bản thân đã đạt đến thượng phẩm thần nhân cảnh giới, hơn nữa từ người nàng còn phát ra một có thể nói nếu có một nam nhân nào gặp được nàng thì tuyệt đối sẽ ghi nhớ nàng, nhớ kỹ cỗ khí chất đặc biệt đó. Người tu chân rất dễ thay đổi dung mạo, điều này thì bất kỳ ai cũng biết nên họ đặc biệt coi trọng khí chất khí chất chính là tượng trưng của một người muốn thay đổi khí chất thì chưa có ai dám nắm chặt là có thể làm được chu lam người của chu gia la băng lập tức nhíu mày ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn nữ tử này cũng không trách được la băng vì tất cả người trong hồng quân chiến thành đối với chu gia luôn luôn là một điều cấm kỵ đột nhiên chu lam cười nói ta biết các người với chu gia có mâu thuẫn ta cũng nghe nói các người cũng giết không ít người của chu gia Chu gia cũng đang chuẩn bị đem đến cho các người một chút phiền toái, như lại đang cẩn trọng những biểu hiện của các ngươi lần trước. Bọn họ hiện giờ đang điều tra, khi nào có kết quả điều tra xong sẽ hướng các người động thủ. La băng cả kinh, nàng nghe được điều này chính là những điều cơ mật của Chu gia, hoàn toàn có thể xác định nữ tử trước mặt mình chắc chắn là một người có địa vị không hề thấp tại Chu gia. Vấn đề mấu chốt ở đây chính là tại sao nàng lại bị người của Chu gia đời giết. Nghĩ tới nghĩ lui La băng chỉ có thể suy nghĩ nữ tử này chính là gian tế. Chứ điều này ra nàng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Nhưng nếu là gian tế thì nàng ta không thể nào dễ dàng nói ra những điều cơ mật như vậy, thật khó hiểu. Người nhất định không hiểu tại sao ta bị Chu Gia đuổi giết đúng không? Biết nhiều chuyện của Chu Gia như vậy ta chắc chắn là một nhân vật cao cấp tại Chu Gia, mà tại sao một nhân vật cao cấp như thế lại bị giết? Ha ha ha, chỉ có một lý do duy nhất, ta là gian tế Chu Lam cười cười, đưa ánh mắt nhìn về phía La Băng, nàng dường như nhìn thấu được tâm tư của La Băng vậy la băng trầm mặc một hồi sau đó lạnh lùng nói nếu ngươi là gian tế thì chúng ta không một chút chần chừ giết ngươi ngay lập tức vẻ mặt của chu lam không hề có một chút biến hóa ta biết cũng không sao cả người của chu gia thần giới thứ nhất cũng muốn giết ta thần giới thứ hai hồng quân thành cũng muốn giết ta hai thế lực cực mạnh đuổi giết thì đằng nào cũng bị người ta giết có gì khác nhau đâu chết trong tay ai đối với ta cũng giống nhau cả la băng lại trầm mặc đoạn ngước đầu lên hỏi chu lam một người không có khả năng cùng đắc tội hai thế lực đối lập nếu ngươi là địch nhân của chu gia thì chính là bằng hữu của hồng quân thành sự khác biệt đó với một người thông minh nhưng người chắc hiểu ý của ta chứ ánh mắt chu lam đột nhiên sáng ngời nhưng rồi đột nhiên lại ảm đạm hẳn xuống đáng tiếc ta không thể chứng minh được cái gì thân phận là người của thần giới thứ nhất lại là nhân vật cao cấp của chu gia đều là sự thật cho dù là người của chu gia chúng ta cũng đâu phải là giết ngay hai người đang nói thì thanh âm của hồng quân từ bên ngoài vang lên đối với nơi này có thêm một nữ nhân hồng quân cũng không dám đường đột vận dụng thần thức nghe được hai người này đối thoại không giết chu lam đối với tin tức này không có giật mình nhưng nàng lại cảm thấy một điều kỳ quái chu gia cùng với hồng quân thành có mâu thuẫn đã được lưu truyền khắp tầng không gian thứ bảy này nhìn tình hình này thì sắp sửa bộc phát chiến tranh một trong hai thế lực này nhất định sẽ có một thế lực phải tiêu vong không nhất định phải giết thì tại sao phải giết thanh ngâm hồng quân lại vang lên la băng nhẹ nhàng cười nhìn chu lam nói thương thế của người cũng không sao rồi ta sẽ mang ngươi ra ngoài hai người nói chuyện như thế này có chút không tự nhiên cho lắm chu lam thoáng gật đầu sau đó theo la băng đi đến phòng khách của thành chủ lúc này hồng quân nghịch ương tôn ngộ không huống thiên minh đều đang có mặt ở đây những người này ngoại trừ ngộ không ra đều là một phương thủ lĩnh đối với cách nhìn người thì mỗi người đều có một phương thức riêng chu lam cũng không cố kỵ ngồi trên một chiếc ghế lớn tưởng chừng như nàng là chủ nhân của nơi này khục nghịch ương là người đầu tiên lên tiếng chu lam cô nương chúng ta có một số việc muốn hỏi cô hy vọng cô có thể nói cho chúng ta chi tiết cô cũng có thể thấy rằng đối với cô chúng ta rất tôn trọng cô nếu không chúng ta đã trực tiếp siêu hồn cô siêu hồn chu lam khẽ cười ta sợ các vị đang ngồi ở đây chưa chắc có người nào có khả năng siêu hồn ta chu lam đối với điểm ấy cực kỳ tự tin trừ phi người siêu hồn phải có cảnh giới cao hơn nàng nếu không tuyệt đối không có khả năng thành công mà cảnh giới cao hơn nàng chỉ có là thiên thần thiên thần thì đào đâu ra ở tầng không gian này kỳ thật khi chu lam được đưa tới đây đã bị sử dụng siêu hồn nhưng thực sự thì cảnh giới của nàng cao hơn mấy người nghịch ương, hoặc cùng làm là bằng nên họ không thu được kết quả gì, bất đắc dĩ phải đánh thức nàng dậy để hỏi trực tiếp. Nghịch ương sắc mặt biến đổi cô nương nói đúng, nhưng chỉ cần cô không phối hợp, chúng ta trực tiếp sẽ giết cô. Được, các ngươi muốn biết cái gì, mặc dù ta không có quá hy vọng còn sống, nhưng hiện tại tại đây ta đang còn sống, so với hồn phi phách tán còn tốt hơn. Chu gia tại sao lại phái người giết cô, mà lại phái ra tận 12 thượng phẩm thần nhân để truy sát? hồng quân hỏi mục đích của ta rất đơn giản ta không muốn làm việc cho chu gia chu lam trả lời rất đơn giản hồng quân nhíu mày hỏi cô là người của chu gia hơn nữa thân phận cũng không thấp tại sao lại không muốn làm việc cho chu gia vì làm việc cho chu gia mệt chết đi được chu gia mỗi ngàn năm đều có tranh đấu khoách chương thu phục rồi lại khoách chương thu phục cuộc sống như vậy đối với ta là quá đủ rồi chu lam lộ ra nụ cười khổ cùng căm ghét hồng quân trầm mọc một chút rồi nói có đúng là nếu không làm việc nữa sẽ bị đuổi giết, đây là một điều rất nghi ngờ, nếu muốn lùi lại thì coi như là nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bỏ qua chuyện đó cũng đâu có gì, cũng không cần thiết phải truy giết chứ. Ha 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 Chu Lam nở ra nụ cười mang theo vài phần khinh miệt, nếu ta đoán không sai ngươi chính là Hồng Quân hả? Rất bản lĩnh, điểm ấy ta rất bội phục ngươi, cũng vì muốn gặp được ngươi nên ta mới cố chạy tới nơi này. Chu Lam trực tiếp nhìn Hồng Quân tiếp tục nói, nhưng mà khi nghe câu nói kia của ngươi, nghe danh không bằng gặp mặt nhưng ta dám khẳng định người đấu không lại chu gia hồng quân nhíu mi hỏi tại sao ngươi dám khẳng định như vậy ngươi tưởng chu gia là cái gì chỉ là một gia tộc bình thường không phải là một gia tộc lợi hại chu lam khẽ cười rồi nói tiếp chế độ cấp bậc của chu gia rất nghiêm khắc bất luận kẻ nào cũng vì gia tộc mà liều mạng khi tộc trưởng cần sự hy sinh thì đó là một vinh dự gia tộc không cho phép bất kỳ kẻ nào phản bội khi có một chức vụ nào đó nhất định phải cả đời vì gia tộc phục vụ một khi lựa chọn rời khỏi đó chính là chỉ có con đường chết chu gia thực sự muốn giết người người thoát được sao nghịch ương có chút nhíu mày khó hiểu hỏi chu lam cười nếu ta là nhân vật cao cấp ngươi tưởng ta không có một số thuộc hạ trung thành sao nhưng mà cho dù như thế chuyện bị chu gia đuổi giết cũng là ngoài ý muốn của ta ngày đó nếu các ngươi không tới kịp thời có lẽ ta đã chết chu gia có bao nhiêu cao thủ huống thiên minh lạnh lùng hỏi có nhiều ít bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm nhưng ta chỉ biết chu gia có ba vị siêu cấp cao thủ đều là tu luyện công pháp cao nhất của chu gia về phần uy lực tuyệt đối không kém nghịch thiên nhất kiếm của hồng quân chu lam nói xong điều này chậm rãi liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người hồng quân la băng huống thiên minh vẻ mặt không có chút biến hóa nhưng ngộ không cùng nghịch ương đều sửng sốt không yếu hơn so với nghịch thiên nhất kiếm lại còn có ba vị chu lam thoáng có chút thất vọng nhưng ngay lập tức nàng thu lại vẻ mặt đó tiếp tục chu gia còn có một vị siêu cấp trận pháp cao thủ chu thiên mà các người từng gặp qua cũng được coi là thiên tài trận pháp nhưng bởi vì thời gian hắn tu luyện trận pháp quá ngắn nên thành ra bị các người giết vì siêu cấp trận pháp cao thủ kia có khả năng bố trí tam cấp trận pháp nghe được tin tức này như một tiếng sấm vang lên bên tai khiến hồng quân rung động theo các nói của chu lam có nghĩa là lợi thế của họ đã hoàn toàn biến mất hơn nữa chu gia còn có 10 đoàn đột siêu cấp mỗi một đoàn đột đều là nghiên cứu siêu cấp trận pháp di động một trong những trận pháp đó chính là 36 người tạo ra bất diệt kết ấn mà bị các người giết chết chín đoàn còn lại trận pháp tuyệt đối không rơi bất diệt kết ấn hồng quân cùng nghịch ương đều sợ đến ngây người bất diệt kết ấn uy lực bọn họ đã từng nếm qua chín đoàn còn lại so với bất diệt kết ấn không hề kém hơn thực lực của chu gia quả thực kinh khủng nếu giờ này họ tấn công hồng quân thành thì thật sự hồng quân chín thành trống không nổi trong mắt chu lam hiện lên một tia quang mang không lẽ còn thiếu sao người cũng biết rằng chu gia từ trước tới nay đều dùng thực lực này để khoách trương và chinh phục trước mắt không hề có người nào hay thế lực nào có thể ngăn cản. Hồng quân đứng lên, mỉm cười nói, trước kia không có người nào làm được không phải là vĩnh viễn không có ai làm được, tốt lắm. Ta hy vọng lần sau gặp lại, không phải rơi vào trường hợp chúng ta thẩm vấn cô, băng nhi. muội đưa Chu Lam tiểu thư xuống nghỉ ngơi, trước đi ý tứ của Hồng quân rõ ràng rằng, người đàn bà này cần được giám thị. Tất cả mọi người đều đứng lên, tôn ngộ không sau khi nghe được Hồng quân nói, như vậy, cũng đứng lên. Tâm trí hắn mở mịt đến mức không biết vừa rồi mình ngồi ở chỗ nào, suy nghĩ cái gì đối với hắn mà nói đều thẩm vấn và bị thẩm vấn chẳng có gì là khác nhau cả trong một căn phòng của thành chủ phủ hồng quân bố trí một trận pháp ngăn cách âm thanh lại trong căn phòng này giờ đã có nghịch ương huống thiên minh la băng tôn ngộ không ngồi ở đó thiên minh ta giao cho ngươi một nhiệm vụ cho ngươi mười năm bằng mọi cách phải lấy được thông tin từ chu ra xem tình huống đó có giống như lời của chu lam nói không được việc này giao cho ta huống thiên minh gật đầu đáp ngộ không từ ngày mai ngươi không nên cùng nghịch ương lão ca so đấu nữa để cho nghịch ương lão ca có thời gian đi chính thành một chút tìm một số người phù hợp toàn bộ truyền kinh thiên côn pháp bọn họ có trận pháp di động không lẽ chúng ta không có hư được tôn ngộ không cao hứng gật đầu đáp chuyện này lão tôn ta thích nhất chỉ trong vòng một ngàn năm đảm bảo có được thành quả hồi tưởng lại tình cảnh mà hầu phí dạy mình hắn lại càng hưng phấn hai tay đột nhiên nắm chặt lại la băng lần này muội phải chịu khổ một chút muội vốn là tu la ma giới hoàng giả cuộc sống kế tiếp bất luận là bao nhiêu năm chúng ta cũng phải huấn luyện được một đội ngũ hùng mạnh không nên lúc nào cũng chỉ dựa vào thực lực của mấy người chúng ta mà phải dựa vào thực lực của một quần thể ừ ta sẽ làm tốt huynh yên tâm đi la băng cũng không nói thêm gì cả một câu nói này cũng khiến hồng quân có thể yên tâm vì hồng quân có thể không phải lo lắng chính là lý do tại sao nàng bế quan nghịch ương lão ca lần này huynh phải hy sinh một chút phá thiên kiếm quyết của huynh phải được truyền ra cho mọi người càng nhiều người càng tốt chu gia đã có ý nghĩ đối phó với chúng ta thì chúng ta phải có chuẩn bị mới được yên tâm đi tiểu quân lão ca không phải là người chỉ biết có mình mình hết thảy mọi việc đều được an bài mọi chuyện cứ như thế được tiến hành trong khi chu lam vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra huống thiên minh rời khỏi hồng quân thành với năng lực siêu cường về tốc độ phái hắn đi tìm hiểu tin tức là thích hợp nhất bất quá không chỉ có tốc độ cực nhanh cho dù bị người khác phát hiện cũng không cần lo lắng có ai có thể đuổi theo hắn cho dù đuổi theo cũng không ai có thể ngăn được trung cực biến thân của kim nhãn cương thần ngoại trừ chưa có lĩnh ngộ được không gian pháp tác ra thì kim nhãn cương thần trung cực biến thân lực công kích một chút cũng không kém hơn so với thiên thần hơn nữa trên tay huống thiên minh còn có thiên thần khí phòng ngự hồng quân vì sự an toàn của hắn mà cấp cho tại tầng thứ bảy không gian này cho dù đụng độ với di động trận pháp của chu gia huống thiên minh cũng có thể nắm chắc việc đào thoát chu gia thành cách hồng quân thành thật sự quá xa huống thiên minh vừa hành tẩu vừa tìm hiểu tin tức mới từ chu gia cũng may huống thiên minh thực lực biểu hiện chỉ có hạ phẩm thần nhân cảnh giới nên không ai sinh ra hoài nghi đối với hắn dọc theo đường đi hắn cũng nghe được không ít tin tức về chu gia chỉ là đại bộ phận tin tức đều đã nghe nói qua không có giá trị gì lớn năm mươi năm sau tại thần giang thành bên cạnh chu vương thành thuộc sự khống chế của chu gia huống thiên minh ở chỗ này tạm dừng lại nghe ngóng lúc trước ở cùng tôn ngộ không đã sớm tạo cho hắn một thói quen lưu lãng nay đây mai đó nên hôm nay ở tạm tại thôn trang nhỏ gần thần giang thành cũng không có cảm giác gì là khó chịu cả giống như hoàng sa thành chu vương thành cũng không cho phép xung quanh có thôn trang xuất hiện bất quá thành chủ thần giang thành cũng là người của chu gia chu vương thành thành chủ cũng là con cháu trực hệ chu gia nên xung quanh thành có thể có một vài thôn trang huống thiên minh đang chuẩn bị tìm kiếm cơ hội trộm tiến vào chu vương thành dò xét trung phẩm thiên thần khí phòng ngự mà hồng quân cho hắn còn có công năng che giấu khí tức có thiên thần khí này trong tay Uống Thiên Minh căn bản không hề lo lắng có ai có thể phát hiện được hắn. Trong vòng 10 năm, đã ba lần lèn vào Chu Vương thành thành chủ phủ, cũng nghe được không ít tin tức mà bên ngoài không biết được. Thế nhưng những tin này đã được Chu Lam đề cập qua, nên cũng không có giá trị thực tế gì. Lần thứ tư đột nhập vào Chu Vương thành thành chủ phủ, lần này Huống Thiên Minh đến đúng lúc Chu gia phái người tới Chu Vương thành, mà Chu Vương thành thành chủ Chu Bình quá tự tin nên không bố trí bất cứ trận pháp cách âm nào. Hắn đang tiếp đón vị trưởng lão Chu gia đặt cách tới đây. Chu Bình, qua 500.000 năm nữa là ngươi có thể trở về tổng bộ gia tộc mà hảo hào nghiên cứu công pháp của Chu Gia rồi. Đến lúc đó, với thiên tư của ngươi dám chắc có thể phi thăng lên tầng thứ 8A. Trưởng lão A cười nói, nói ra thì người này là trùng bối của Chu Bình. Chu Bình là một trong số những thiên tài của Chu Gia, đặc biệt được phái ra ngoài đảm nhiệm chức vụ thành chủ để học tập trong 5.000 vạn năm. Sau đó có thể trở về tổng bộ nghiên cứu công pháp cao thâm mà Chu Gia tại vô danh không gian đã sáng tạo ra công pháp này chuyên môn trợ giúp thần nhân lĩnh ngộ không gian pháp tắc của vô danh không gian khi đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc tự nhiên có thể trở thành thiên thần mà phi thăng có thể trở lại tổng bộ để nghiên cứu công pháp cũng trở thành nguyện vọng lớn nhất của mỗi người chu gia chu bình còn phải cảm tạ lượng hoành trưởng lão đã tài bồi chu bình thật ra rất khiêm nhường không quên nhân cơ hội vỗ mông ngựa khiến cho tên trưởng lão kia mỉm cười gật đầu ta lần này tới đây chủ yếu có ba việc chính đầu tiên là phải tiếp tục điều tra hồng quân thành thạch ra đã nhiều lần phái người đến thỉnh cầu chúng ta hợp lực công kích hồng quân thành đều bị tộc trưởng chèn ép bây giờ chuyện này mặc dù chưa quan trọng nhưng sợ rằng cũng không tránh được bao lâu quan trọng nhất chính là cái ngày bầu trời xảy ra biến cố kia có đúng hay không cùng hồng quân có quan hệ việc này cần phải điều tra rõ ràng chu bình đã minh bạch xin trưởng lão cùng tộc trưởng cứ yên tâm chu bình đã phái không ít người đi điều tra lại đều có vũ khí bí mật tin tưởng không bao lâu có thể có tin tức trở về ân người làm việc thì ta yên tâm. Trưởng lão mỉm cười gật đầu, tiếp theo nói, việc thứ hai, vốn 100.000 năm chu gia chọn nhân viên bên ngoài một lần, bây giờ cái biến thành 30.000 năm chọn lựa một lần. Gần đây không gian hình như không ổn định, chuẩn bị nhân thủ nhiều một chút cũng tốt, phương pháp chưa tuyển y như trước kia, chỉ cần tinh không cần lượng, chỉ cần thích hợp đều có thể đề cử. 30.000 năm một lần, lượng hoành trưởng lão, chuyện này có vội vã quá không? Chu Bình sửng sốt, mỗi thành chủ ở bên ngoài chu gia đều có nhiệm vụ, cứ cách mỗi 100.000 năm đều phải lựa chọn một ít người có thể dễ dàng huấn luyện thành người tận tâm phục vụ Chu gia. Những thần nhân này sẽ được đưa đến nơi bí mật huấn luyện của Chu gia để trở thành tử sĩ, mặc dù bọn họ cũng là người của Chu gia, nhưng đãi ngộ so với Chu gia nhân tránh thức còn kém rất xa. Ta cũng biết có điểm gấp gáp, nhưng chính là tộc trưởng đã hạ lệnh thì phải chấp hành, chỉ có thể khổ cực các ngươi, tìm ở cả các thành trì bên ngoài, không nên giới hạn chỉ trong thành nội của mình. Trường lão thở dài, Tộc trưởng gia tăng số lượng nhân viên chưa thu từ bên ngoài vào, chuyện này bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra, xem ra tầng thứ bảy không gian quả thật xuất hiện chuyện nghiêm trọng rồi. Chuyện thứ ba, hỏa lôi thành thành chủ chu hỏa lúc đi ra ngoài không cẩn thận bị ba tên đệ nhị thần giới giết chết. Tộc trưởng phi thường tức giận, nghiêm lệnh truy nã ba tên đệ nhị thần giới kia, căn cứ vào mật báo, bọn chúng có thể đang hướng tới thành trì này của các người. Người phải lưu ý, bắt được ba người kia cũng là có công lớn nhất. Chu hỏa bị giết, chu bình kinh hãi kêu lên một tiếng. Nếu tính ra, Chu Bình là tôn chất của đương kim tộc trưởng, còn Chu Hỏa là cháu ruột của tộc trường, địa vị của Chu Hỏa so với Chu Bình muốn cao hơn rất nhiều. Chu Vương Thành của hắn mặc dù có tên là Chu Vương, nhưng một khi so sánh cùng Hỏa Lôi Thành chính lại yếu hơn không ít. Đúng vậy, Chu Hỏa cũng là xui xẻo, lúc ra ngoài dẫn theo cả ngàn hộ vệ tùy thân, không tưởng được ra khỏi thành không lâu liền phát hiện ba tên trung phẩm thần nhân của đệ nhị thần giới. Với cá tính của Chu Hỏa đương nhiên sẽ không tha bọn họ. Ai biết ba người nọ biến thái như vậy ba trung phẩm thần nhân có cánh giống như yêu thú trong miệng còn có răng nanh rất dài còn có thể biến thân chu hỏa chính là bị bọn họ sau khi biến thân giết chết một ngàn thượng phẩm thần nhân hộ vệ đi theo cũng bị giết hơn 500, cuối cùng còn để cho ba tên kim nhãn trung phẩm thần nhân nọ chạy mất trung phẩm thần nhân có thể biến thân con mắt màu vàng lượng hoành trưởng lão xin yên tâm nếu bọn họ tới đạ bàn của ta ta nhất định sẽ bắt bọn họ trao cho tộc trưởng xử lý chu bình mày cũng nhíu lại Mặc dù đáp ứng nhưng trong lòng không dám khinh thường ba người này, có thể giết 500 thượng phẩm thần nhân nhân, mặc kệ ba người tu vi gì, cũng đáng để hắn cẩn thận đối phó. Hảo, chủ yếu là ba chuyện này, người xử lý tốt là được, ta về trước, tộc trường còn đang chờ ta đem tin tức trở về, trường lão A gửi nói, xoay người định hướng đi ra ngoài. Lượng hoành trưởng lão, trở về nhất thời cũng không vội, ngài hãy ở lại đây, vài ngày A, Mỹ vị chu vương thành ngài cũng đã lâu rồi không có thưởng thức qua thì phải chu bình vội ngăn trường lão lại a cười nói cũng được vậy hai ngày nữa rồi hẳn trở về trường lão nói phải đi cũng chỉ là ra vẻ làm bộ gặp chu bình ngăn trở liền đáp ứng ngay ba kim nhãn răng nanh dài trung phẩm thần nhân có thể biến thân chẳng lẽ là ba vị tiền bối nọ huống thiên minh nghe được hai mắt sáng ngời hắn ở chỗ này không có cảm nhận được nguy hiểm của thiên kiếp hơn nữa răng nanh dài hai mắt màu vàng có thể biến thân lại với trung phẩm thần nhân cảnh giới có thể giết thành chủ với hơn 500 thượng phẩm thần nhân. Ngoại trừ kim nhãn cương thần của cương thi nhất tộc gia huống thiên minh thật sự không nghĩ ra được người nào khác. Huống thiên minh trong lòng kích động, dưới chân đang rời đi không cẩn thận rậm trên mặt đất làm phát ra tiếng động. Một chút động ấy lập tức bị Chu Bình cùng Chu gia trưởng lão Chu Lượng Hoành phát hiện được. Là ai? Chu Bình trượt quát một tiếng, không nghĩ tới mình đang tiếp đãi khách quý lại có kẻ dám tới, hơn nữa lại có thể ẩn nấp dưới thần thức quan sát của hắn chu bình đối với thần thức của chính mình vẫn rất tự phụ rất ít người có thể trốn tránh được hắn bất hảo bị phát hiện huống thiên minh âm thần kêu một tiếng lập tức phát động một thân tốc độ rất nhanh hướng ra ngoài chạy thoát chu bình cùng chu lượng hoành trong khi chạy ra thì huống thiên minh đã trực tiếp biến thân lần thứ hai bay đi thật xa hai thượng phẩm thần nhân cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn tốc độ thật nhanh người kia là ai chu lượng hoành chỉ thấy một chút thân ảnh huống thiên minh phi tàu thần thức căn bản không quan sát được bởi huống thiên minh đã sử dụng thiên thần khí che giấu khí tức chuyện này khẩn cầu trưởng lão vì chu bình mà giữ bí mật người này ta nhất định sẽ bắt được chu bình lúc này thầm hận chính mình quá khinh thường để cho bí mật của trưởng lão bị người khác nghe lén tin tức này truyền về gia tộc đối với hắn là một đà kích không nhỏ người yên tâm ta sẽ không nói ra ngoài bất quá ngươi phải nắm chắc người này tuyệt đối không thể buông tha có thể che giấu khí tức hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy tuyệt đối không phải là người thường Chu Lượng Hoành cũng không muốn cho người khác biết chính mình cùng người khác đàm thoại chuyện bí mật lại để cho người ngoài nghe được. Nếu nói ra ngoài chính, mình cũng là dọa người. Lượng Hoành trưởng lão yên tâm, hắn cho dù có chạy xa đi nữa, ta cũng sẽ bắt được hắn. Hảo, xem ra nơi này cũng không phải trổ yên bình gì nữa, người chính mình phải cẩn thận. Bây giờ không còn là thời buổi Thái Bình nữa. Trong khi hoàn thành nhiệm vụ đừng quên bảo vệ an toàn bản thân, Chu Vương thành ta không lưu lại nữa, ta trước tiên trở về tổng bộ chờ tin tức tốt của ngươi bị huống thiên minh một trận quấy dày chu lượng hoành cũng không còn hứng thú lưu lại nữa cáo biệt chu bình mang theo người của mình trở về chu gia thành chu bình cũng bắt đầu triển khai điều tra về huống thiên minh huống thiên minh đã trở về thôn lạc cư ngụ lúc trước trong đầu còn nghĩ đến cuộc đối thoại của hai người chu gia về tin tức chu gia điều tra hồng quân thành hôm nay bên trong hồng quân thành đều biết nên tính ra tin tức này không có giá trị gì nhưng là bọn họ còn muốn điều tra cái ngày bầu trời xảy ra biến dị cùng hồng quân có quan hệ hay không lúc trước chuyện này chưa có nghe nói qua hơn nữa bọn họ còn coi chuyện này là trọng yếu huống thiên minh rốt cuộc cũng tìm được một tin tức quan trọng để báo cho hồng quân thành chu gia lựa chọn thần nhân bình thường gia nhập chu gia làm nhân viên bên ngoài của họ cũng không phải là chuyện gì bí mật đệ nhất thần giới đại bộ phận đều biết hơn nữa rất nhiều thần nhân còn vì có thể vào được chu gia mà phấn đấu Việc chu ra sửa đổi thời gian tuyển chọn đối với đệ nhị thần giới bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện đại sự. Điểm ấy Huống Thiên Minh đơn giản chỉ là ghi chép một chút, thông qua truyền tấn khí để về Hồng Quân Thành đích xác quá xa, truyền tấn khí tất nhiên truyền không đến. Huống Thiên Minh điều tra xong phải qua mấy chục cái thôn lạc truyền tin qua những thần nhân đã được an bài sẵn mới có thể đưa tin tức về Hồng Quân Thành. Để cho Huống Thiên Minh cẩn trọng chú ý chính là vấn đề thứ ba theo như lời bọn họ đàm thoại lúc trước ở tầng thứ sáu huống thiên minh ngay cả một tin tức của cương thi nhất tộc cũng không có nghe qua lên tầng thứ bảy này huống thiên minh không phải là không nghỉ tới việc tiếp tục tìm kiếm ba vị tiền bối cùng với hắn bị hút vào vô danh không gian chỉ là không gian thật sự quá lớn tìm người thật sự là quá phiền toái vốn hắn đã tạm thời buông thái định này huống thiên minh ngàn vạn lần không có nghĩ đến ở chỗ này cũng nghe được tin tức của ba vị kim nhãn cương thần huống thiên minh càng nghĩ càng chắc chắn ba người mà chu gia trưởng lão kia nói chính là ba kim nhãn cương thần bọn họ hỏa lôi thành cách chu vương thành không xa chỉ có không tới ba vạn dặm khoảng cách hỏa lôi thành cũng chính là địa phương kế tiếp huống thiên minh muốn đến vừa lúc thừa dịp này thử xem có hay không tìm được ba vị tiền bối ở lại chu vương thành cũng không còn tác dụng gì nữa huống thiên minh cũng lặng lẽ rời khỏi thôn lạc kia hướng hỏa lôi thành mà đi tới trong khi chu bình còn đang ở vùng phụ cận chu vương thành điều tra người thần bí hôm nọ thì huống thiên minh đã rời đi thật xa nhất định để cho chu bình điều tra cuối cùng không có kết quả một đại thành chủ tử vong không phải là việc nhỏ hỏa lôi thành lại cách chu vương thành không xa còn chưa có đi được bao lâu huống thiên minh đã nghe được tin tức này tất cả người ở đệ nhị thần giới thảo luận tin tức này không có người nào là không có bộ dáng cao hứng hỏa lôi thành thành chủ chu hỏa chính là một người mà đệ nhị thần giới thần nhân ở vùng phụ cận vô cùng thống hận chu hỏa này lúc rãnh rỗi không có việc gì lại đi tìm người của đệ nhị thần giới mà giết chóc số người ở những thôn trang phụ cận chết trên tay hắn đều có thể tính bằng vạn bây giờ kẻ thù của mình bị giết để cho vô số người vỗ tay khen hảo tính toán một thời gian huống thiên minh quyết định ở lại một cái thôn trang nằm trên đường thông giữa hỏa lôi thành cùng chu vương thành nếu đúng như lời trưởng lão nọ của chu gia ba người chính là chạy hướng về phía chu vương thành ở chỗ này nhất định có thể gặp bọn họ từ khi ở cùng hồng quân tôn ngộ không bọn họ huống thiên minh cũng thích tới từ lâu đặc biệt lần này ra ngoài tìm hiểu tin tức huống thiên minh tới từ lâu không ít lần một mặt uống rượu một mặt nghe ngóng tin tức cũng là có một chút niềm vui thú Tử lâu này, là tử lâu lớn nhất ở thôn Trang, cũng bởi vì vị trí đặc thù làm cho thôn Trang này trở thành địa điểm náo nhiệt nhất. Cả thôn Trang thần nhân, thường chú có hơn 10 vạn, người của đệ nhị thần giới lui tới càng nhiều. Nhiều người thì tử lâu tự nhiên cũng náo nhiệt. Hôm nay người ở tử lâu đàm luận nhiều nhất chính là sự việc Hỏa Lôi Thành thành chủ Chu Hỏa bị giết. Nơi này cách Hỏa Lôi Thành so với Chu Vương Thành còn muốn gần hơn. Trong thôn có không ít thần nhân bị Chu Hỏa tàn sát, hôm nay Chu Hỏa lại bị đệ nhị thần giới giết chết. Bất luận thế nào họ cũng coi ba người nọ là anh hùng, có người còn đề nghị nếu ai gặp bọn họ, thì khuyên bọn họ nên tới đầu quân cho Hồng Quân Thành. Uống thiên minh bình thường cũng không muốn nói chuyện với những người này, chỉ là mỉm cười uống rượu nghe mọi người bàn luận. Một tháng sau, mọi người cũng đều biết hắn không thích nói chuyện, chỉ thích uống rượu mà thôi. Hai tháng sau, một mảnh huyên náo của tử lâu cùng với lúc trước giống nhau, chỉ là hôm nay huống thiên minh, trong lòng có một loại cảm giác dị thường. Ngày thường hắn chỉ cúi đầu uống rượu, Hôm nay hai mắt lại nhìn chằm chằm qua cửa lớn, mà quan sát trên đường, cảm ứng đặc thù của cương thi nhất tộc làm cho hắn cảm giác được có tộc nhân mình đang tới gần, hơn nữa không chỉ là một người. Rốt cuộc, có ba người tướng mạo bình thường đi vào bên trong tử lâu, vô luận là thân hình hay trang phục cũng không có chỗ nào kỳ lạ, duy nhất có chút không giống với người bình thường, chính là khoái miệng lộ ra hai cái răng nanh, ba người bên trong tử lâu ánh mắt đào một vòng, rốt cuộc dừng lại trên người huống thiên minh lần đó ba người huống hữu sinh bị cuốn vào vô danh không gian theo hồng quân tới bây giờ vẫn chưa gặp được huống thiên minh ba vị tiền bối chính là các người huống thiên minh một trận kinh ngạc lập tức đứng dậy đi tới ngành đón ba người người là huống thiên minh huống hữu sinh nhận ra hắn hai kim nhãn cương thần còn lại cũng đều nhận ra chỗ này có tộc nhân bọn họ đúng là người lúc trước cùng bọn họ bị hút vào vô danh không gian cương thi nhất tộc cương thi hoàng huống thiên minh tiền bối vãn bối chính là huống thiên minh bên trong vô danh không gian huống hữu sinh ba người cũng giống huống thiên minh chưa từng thấy tộc nhân mình lúc này huống thiên minh tâm tình cũng rất kích động ít nhất cũng chứng minh được bên trong vô danh không gian không phải chỉ có một mình hắn là cương thi tồn tại thật là ngươi à ngươi không cần bảo chúng ta là tiền bối nữa à hôm nay ngươi cũng tới kim nhãn cảnh giới chúng ta coi như là huynh trưởng của ngươi mà thôi một vị kim nhãn cương thần khác đứng ở bên huống hữu sinh nói cũng chính là vị yêu cầu giết sạch người tu la ma giới lúc trước chu gia làm việc tạp nhân tránh ra nếu không đừng trách sao chết oan mạng một tiếng quát đột nhiên xuất hiện trong tử lâu theo sau thanh âm ít nhất hơn trăm người hùng dũng tiến vào tử lâu bên ngoài có ít nhất mấy vạn thượng phẩm thần nhân bao vây vừa rồi người của đệ nhị thần giới còn đang bàn luận lập tức đều đi ra ngoài chu gia đệ nhất thần giới là gia tộc nổi tiếng ở cả tầng thứ bảy không gian này ba người mới vừa tiến vào tử lâu thì người của chu gia liền hiện thân người của đệ nhị thần giới ngay lập tức hiểu được ba người này chính là kẻ đã sát hại Chu Hòa. Bọn họ đều tức hận cho ba người này, tức hận chính là không có một ai dám tiến lên trợ giúp ba người bọn họ. Lại tới, đây là lần thứ bảy rồi a, à, đúng là cái loại chẳng biết chết sống. Vì Kim Nhãn Cương Thần đang cùng Huống Thiên Minh nói chuyện hửa lạnh một tiếng, sau khi giết Chu Hòa, bọn họ đã ba lần gặp người của Chu gia ngăn cản. Chu gia nhân không ai có thể đuổi theo tốc độ của ba người bọn họ, đều bị ba người chạy thoát, đồng thời cũng giết không ít đệ nhất thần giới thần nhân. Lần này xem các người còn chạy như thế nào một tên thượng phẩm thần nhân đầu lĩnh sau khi mọi người rời khỏi từ lâu gửi lạnh nhìn ba người nói ba người tốc độ chạy trốn rất nhanh để cho người của Chu gia đuổi bắt thực sự đau đầu vì thế tổng bộ đặc ý phái tới một nhóm thượng phẩm thần nhân đã luyện di động trận pháp tới đây trợ giúp hôm nay trưởng lão của đội di động trận pháp đã tới thôn trang này Chu gia thần nhân đuổi bắt ba người này tự nhiên có tin tưởng chúng ta còn muốn chạy ai có thể ngăn được chỉ bằng các ngươi Hú hữu sinh cũng hử lạnh một tiếng bọn họ không biết lợi hại của chu gia di động trận pháp chính là huống thiên minh cũng chỉ nghe hùng quân nói qua mà chưa có chính thức thấy được cuồng vọng hy vọng các ngươi có bản sự để mà cuồng vọng a à. lão già đầu lĩnh cười lạnh nói bên cạnh hắn ba mươi mấy người đã bắt đầu di động chung quanh rất nhanh gọn bao vây toàn bộ bốn người oanh long cả từ lâu theo sự di động của hơn ba mươi người này đã hoàn toàn đổ nát bốn người huống thiên minh vốn ở trong đại sành cũng xuất hiện ngoài trời xa xa còn có vô số đệ nhị thần giới thần nhân đứng xem. Ba mươi mấy người đột nhiên trở nên đứng bất động, ba kim nhãn cường thần thấy bọn họ không nhúc nhích. Chính mình cũng không nhúc nhích, chỉ là lãnh nhãn nhìn, căn bản không biết dụng ý của đối phương. Bất hảo, chúng ta nhanh đi ra ngoài, nhìn ba mươi mấy người thủ thế. Huống thiên minh rốt cuộc nhớ tới Hồng quân đã nói cho hắn di động trận pháp của Chu gia, lực công kích của Hồng quân huống thiên minh rất rõ, ngay cả Hồng quân có thượng phẩm thiên thần khí, đều không phá chi được trận pháp bọn họ bốn người cũng muôn vàn khó khăn phá giải muốn chạy trốn muộn rồi ha ha lão giả trên tay vừa động ha ha cười to di động trận pháp đã bố trí thành công huống thiên minh bốn người nhất thời bị vây khốn bên trong thật phiền toái đáng chết ta như thế nào không nhớ ra chứ huống thiên minh cười khổ một tiếng hắn có thiên thần khí hộ thân không sợ công lực của di động trận pháp này nhưng ba vị kim nhãn cương thần chính là thần khí cũng không có nếu ở bên trong trận pháp sợ rằng sẽ sớm bị khốn tử thiên minh phiền toái cái gì chỉ có ba mươi mấy người chúng ta bốn người đều là kim nhãn cương thần cường đại há có thể sợ bọn họ ba kim nhãn cương thần còn chưa biết di động trận pháp kinh khủng nên trận pháp này không để trong mắt ba vị lão ca nếu chỉ có ba mươi mấy người thì không sợ nhưng bọn họ kết thành trận thế chính là di động trận pháp vậy thật sự là phiền toái à huống thiên minh lại cười khổ trong đầu cấp tốc tự hỏi như thế nào mới có thể phá trận pháp này để bốn người bọn họ chạy đi ngươi là ai biết không ít à di động trận pháp này ngươi là từ đâu nghe được lão giả nhướng mày hắn không nghĩ tới một người đệ nhị thần giới cũng có thể nhân ra vũ khí bí mật của chu gia hắn đối với huống thiên minh cũng nổi lên lòng hiếu kỳ ta là người ở đâu không trọng yếu bất quá các ngươi tưởng rằng bằng vào trận pháp này có thể vây khốn chúng ta vậy ngươi lầm to rồi huống thiên minh a cười trong lòng có khẩn trương đi nữa cũng không biểu hiện ra phân nào hảo ta xem xem các ngươi rốt cuộc phá vỡ di động trận pháp của chúng ta như thế nào vạn hỏa ấn quyết bắt đầu lão giả quát khẽ một tiếng ba mươi mấy người lập tức biến hóa vị trí ấn quyết trên tay càng lúc càng nhanh huống thiên minh bốn người cảm thấy một cổ áp lực truyền đến ba kim nhãn cương thần sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng bọn họ rõ ràng cảm giác được ba mươi mấy người trước mặt so với bọn thượng phẩm thần nhân bọn họ giết lúc trước bất đồng rất lớn theo thủ động của ba mươi mấy người trong trận pháp hư danh chi hỏa bắt đầu chậm rãi xuất hiện bốn người muốn bay ra ngoài đều bị trận pháp ngăn lại vô luận công kích như thế nào đều phá không được vách tường trong suốt của trận pháp. Đây là cái loại gì mà cứng như vậy? Một kim nhãn cương thần kinh ngạc kêu lên, đã biến thân ba lần nhưng vẫn không làm suy chuyển trận pháp một phân hào. Di động trận pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Huống thiên minh ha ha cười to, thiên thần khí chiến giáp xuất hiện trên người, trực tiếp thi triển trung cực biến thân. Trên mặt huống thiên minh một đạo kim sắc phát ra khí tức cường liệt, rất nhanh trực tiếp xuyên qua hư danh chi hỏa, một vòng hướng tới trên người lão già kia mà đánh tới. Bành long long, huống thiên minh trung cực biến thân rốt cuộc cũng làm cho trận pháp chớp lên một cái huống thiên minh quyền kính mang theo kim quang còn chưa chạm được vào trên người lão giả đã bị trận pháp ngăn trở một quyền uy lực thật lớn nhưng đối với lão giả nọ lại không tạo thành uy hiếp gì huống thiên minh bị bắn bay trở lại cho dù như thế lão giả nọ cũng là kinh ngạc nhìn huống thiên minh một là nhìn chiến giáp của huống thiên minh lão giả tuy không thấy rõ nhưng có thể xuyên qua hư danh chi hòa mà không bị thương tuyệt đối không phải là thần khí bình thường hai là công kích của huống thiên minh lão giả làm chu gia trưởng lão đã lâu dùng trận pháp di động đối phó qua không ít người chưa có ai có thể khiến trận pháp chấp lên huống thiên minh xem như là người đầu tiên trận pháp này phòng ngự quá mạnh mẽ chúng ta cùng nhau trung cực biến thân toàn lực công kích lên một điểm huống thiên minh bay trở về lập tức hướng ba kim nhãn cương thần nói ba kim nhãn cương thần cũng lập tức biến thân Bên ngoài ba người xem ra không có biến hóa gì chỉ là kim quang càng thêm sáng ngời răng nanh ngoài miệng càng thêm dài ba người phối hợp với hướng thiên minh bốn đạo quyền phong vừa mãnh liệt vừa cường đại cùng nhau hướng một điểm đánh tới oanh 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 bốn kim nhãn cương thần trung cực biến thân vô số quyền kính công kích lên một điểm của vạn hòa ấn quyết nhất thời 36 thượng phẩm thần nhân chu gia cảm thấy vạn hòa ấn quyết trận pháp nhịn không được chớp lên cũng may không có dấu hiệu sụp đổ lão giả nọ kinh hãi bốn người này không tưởng được có thể đem vạn hòa ấn quyết trận pháp mà bọn họ tạo thành bước tới mức này lập tức truyền âm cho những người khác mọi người gia tăng thêm công lực bốn người này không phải đơn giản mau mau đốt cháy bọn hắn những người còn lại nghe được truyền âm lập tức tăng thêm thần lực xuất ra bên trong vạn hòa ấn quyết hư minh chi hỏa dần dần trở nên nồng đậm phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn bồng lại một quyền nữa oanh kích lên bề mặt trận pháp theo sát phía sau là ba đạo quyền kính cường đại tới cực điểm đều oanh kích lên cái điểm kia nhưng làm cho bốn người huống thiên minh thất vọng chính là cho dù như vậy trận pháp này cũng chỉ có chớp lên, một chút triệu chứng bị phá vỡ cũng không có. Trong trận pháp, hư minh chi hỏa dần dần nhiều lên, rất nhanh bao trùm toàn bộ không gian của trận pháp, huống thiên minh có thiên thần khí chiến y hộ thể, thật ra không sợ cái gì, nhưng huống hữu sinh ba người lại không tốt như vậy, thậm chí thần khí chiến y cũng không có, mặc dù trung cực biến thân mang đến lực phòng ngự cường đại, nhưng cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Đối mặt với hư minh chi hỏa vô cùng vô tận, ba người chỉ hộ thể thôi đã hao tồn một lượng lớn năng lượng, chứ đừng nói tới việc phá vỡ trận pháp. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Huống thiên minh thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng gấp gáp, trên tay mang theo liệt thiên quyền sáo, một quyền lại một quyền tiếp tục công kích lên một điểm, nhưng mà sự tình vẫn như trước, vạn hỏa ấn quyết trận pháp kia nhiều nhất cũng chỉ là chớp lên, căn bản chính là không thể phá hủy. Huống quang nghĩa, chính là kim nhãn cương thần đã thực hiện đồ sát lần trước ở tu la giới đột nhiên quay đầu nhìn huống hữu sinh lại nhìn huống thiên minh cùng với kim nhãn cương thần còn lại trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu một đạo thanh âm đồng thời vang lên trong tai ba người hữu sinh đại ca quang nhân còn có thiên minh các ngụ ơi nhớ lấy phải báo thủ cho ta huống hữu sinh trong lòng căng thẳng nhìn về phía huống quang nghĩa đã phát hiện huống quang nghĩa cả người kim quang đại phát xuyên thấu qua vô tận hư minh chi hỏa hướng tới điểm mà huống thiên minh đang một mực công kích bay tới ca huống quang nhân cùng huống quang nghĩa vốn là huynh đệ trải qua vô số năm cảm tình đã sớm phát triển đến mức tâm linh tương thông quang nghĩa huống hữu sinh xem như là lão đại trong số họ cương thi nhất tộc có khả năng trở thành kim nhãn cương thần rất ít cũng bởi vậy huống hữu sinh đối với hai huynh đệ này cảm tình cũng rất nặng mà hôm nay huống hữu sinh đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của huống quang nghĩa nhưng lại vô lực ngăn cản thiên minh tránh ra một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên huống thiên minh còn chưa hiểu sao lại thế này đã bị huống quang nghĩa đẩy ra một bên một đoàn quang mang trói mắt tới cực điểm đánh lên điểm vừa rồi huống thiên minh đang công kích tại thời khắc mấu chốt này huống quang nghĩa lựa chọn tự bạo hy vọng có thể mang lại cho ba người một tia sinh cơ oanh cách huống thiên minh không xa đoàn quang mang trói mắt kia đột nhiên đánh lên rào cản của vạn hòa ấn quyết bồng một âm thanh vang dội rào cản phòng hộ vạn hòa ấn quyết giống như thủy tinh vỡ nát cùng lúc đó hư minh chi hỏa trong trận pháp cũng lập tức tán đi lộ ra ba kim nhãn cương thần đang đứng ở trong di si động trận pháp của chu gia quả nhiên bất phàm một kim nhãn cương thần tự bạo bất quá cũng chỉ là gần phá hư trận pháp mà 36 thượng phẩm thần nhân kia cơ hồ không chút hao tổn gì tuy nhiên một chút này làm cho tất cả mọi người chu gia phát hoàng vừa rồi bốn kim nhãn cương thần xuất ra công kích thực lực đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ trận pháp bị phá bọn họ căn bản không có năng lực kháng cự với ba kim nhãn cương thần này huống hữu sinh huống quang nhân cùng huống thiên minh trong mắt phần nộ phát ra kim quang hơn nữa huống quang nhân lộ ra một cặp danh nanh kim quang trong mắt phát ra vô hạn sát khí huống hữu sinh cùng huống thiên minh hai tay nắm chặt chuẩn bị tùy thời bùng nổ đồ sát nhóm người này mau bày trận cảm nhận được tình thế nguy hiểm lão giả nọ vội vàng hô nhưng dù sao kết ấn cũng cần phải có thời gian lần này huống thiên minh bọn họ có thể nào để cho bọn hắn có thời gian, chỉ thấy ba đạo kim quang lóe lên, ba người đã chạy ào vào giữa 36 người nọ. Sát, huống quang nhân hai mắt màu vàng, mang theo một chút tia máu, một quyền đánh lên một thượng phẩm thần nhân, người nọ bị nắm đấm của huống quang nhân làm ngực bị phá ra thành một lồ thùng lớn. Nguyên Anh đã sớm bị một quyền đánh nát, linh hồn dung nhập vào bầu trời, thân thể cũng lập tức biến mất. A a, giết xong một thượng phẩm thần nhân, huống quang nhân hét lớn một tiếng, phát tiết bi phẫn trong lòng ba mươi mấy người trước mặt ba kim nhãn cương thần trung cực biến thân giống như những đứa trẻ không có một chút sức lực chống cự bị điên cuồng tấn công trong nháy mắt đã tan rã cuối cùng ba mươi mấy người không một ai chạy thoát tất cả đều chết trong tay ba người huống thiên minh cho tới nay di động trận pháp của chu gia tại tầng không gian này được xem như là vô địch dưới tình huống một kim nhãn cương thần tự bạo ba kim nhãn cương thần còn lại nổi điên hoàn toàn tiêu vong so với lúc trước thạch gia phong vũ hai đoàn bao vây tiêu diệt bất diệt kết ấn Trái lại lần này, vạn hỏa ấn quyết bị diệt bởi mấy kim nhãn cương thần cường đại bị bao vây bên trong. Chu gia di động trận pháp bị phá, xa xa đệ nhị thần giới thần nhân rốt của cũng dám mon men lại gần quan sát kết cục trận chiến, chỉ là đứng ở bên ngoài thôi, mà ở giữa ba kim nhãn cương thần đang đứng trầm mặc, luôn gây cho bọn họ một loại cảm giác không lạnh mà run. Tuy vừa rồi đã mất đi một người, nhưng nhìn cảnh tượng 36 người của Chu gia bị giết hại, hoàn toàn khác trong óc những người này, ai dám cam đoan ba người này sẽ không xuống tay với bọn họ. Ta nói, hồi lâu, một thần nhân của đệ nhị thần giới xa xa mở miệng nói, ba vị, hay, là tới Hồng Quân Thành đi à, ở đây khắp nơi đều là tai mắt của Chu Gia, chỉ có Hồng Quân Thành có thể bảo hộ được các vị. Ba người vẫn không nhúc nhích, chỉ có huống thiên minh thấp giọng nói cảm ơn, ba người chỉ lặng lặng đứng như vậy, ước chừng đã đứng suốt ba ngày. Hứa sinh đại ca, thiên minh, chúng ta đi thôi, theo lời bọn họ nói, hồng quân thành xem ra chính là đang khai chiến với chu gia địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đến đó chúng ta lại đại sát một phen huống quang nhân nói trải qua nỗi đau tang huynh cừu hận với chu gia trở nên vô cùng sâu sắc được chúng ta tới hồng quân thành huống hữu sinh không nói nhiều nhưng lời nói cũng có tác dụng tạo được tính quyết định huống thiên minh cũng là thở dài một hơi từ lúc tìm được tin tức của ba kim nhãn cương thần tiền bối huống thiên minh liền định truyền tin về hồng quân thành hiện tại huống hữu sinh đã nói việc này cũng đã thành định cục nhưng huống thiên minh vừa chuyển suy nghĩ thì vấn đề lại tới thân phận la băng không thể che giấu được nếu hai người này gặp la băng huống hữu sinh thì còn có thể chấp nhận được nhưng huống quang nhân vừa mới mất đi huynh đệ lại đụng với kẻ thù trước kia không có thiên kiếp hạn chế thật không biết huống quang nhân sẽ làm ra sự tình gì lắc lắc đầu tạm thời không nghĩ tới vấn đề này nữa xa đáo sơn tiền tất hữu lộ đến lúc đó tự nhiên có phương pháp giải quyết những tin tức tìm hiểu được từ Chu Gia tuy không nhiều lắm, nhưng thân thế vô cùng to lớn của Chu Gia theo như lời Chu Lam nói lúc trước không sai biệt lắm. Nói cách khác, lúc thẩm vấn, Chu Lam quả thực không có nói sai. Quy lực vạn hòa ấn quyết hắn cũng đã chứng kiến được. Dựa theo lời Chu Lam, Chu Gia còn có 8 loại trận pháp di động giống như vậy, 8 trận pháp như vậy à, cũng thật là làm cho người ta đau đầu một trận. Thật không tưởng được theo như lời Chu Lam, ba vị siêu cấp cao thủ kia rốt cuộc cường hãn tới mức độ nào. Thân phận đã bại lộ, ba người cũng không dám ở lâu trong phạm vi thế lực của chu gia nữa dọc theo đường đi tiện thể tìm hiểu ít tin tức thẳng hướng về hồng quân thành dù sao khoảng cách trăm năm thời gian còn đến bốn mươi năm huống thiên minh mấy người thật ra cũng dư dã thời gian hồng quân thành thành chủ phủ hồng quân một mình ngồi uống rượu những người khác đều bị hán phá đi ra ngoài không biết như thế nào bất trì bất giác chính mình đã có thói quen đối với vị trí đứng đầu này cười khổ một chút tiếp tục uống rượu trong lòng còn suy nghĩ như thế nào có thể đấu tranh cùng đệ nhất thần giới một mình ngồi suy nghĩ cái gì chu lam một thân trang phục màu tím từ trong phòng đi ra nhìn thấy hồng quân ngây người ngồi suy tư mở miệng nói từ khi huống thiên minh truyền về tin tức sự đối xử với chu lam theo đó cũng phóng túng hơn rất nhiều chỉ cần không ra khỏi thành chủ phủ hành động của nàng cũng sẽ không có ai can thiệp hồng quân ngẩng đầu lên bộ dạng chu lam cũng không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng trên người cô phát ra khí chất đặc biệt đối với mỗi nam nhân đều có một loại hấp dẫn riêng biệt không có gì có một số việc nghĩ không ra không biết giải quyết như thế nào mới ổn thỏa. Hồng Quân cười cười, nói cũng như chưa nói, chính là nội dung thực chất cũng không nói gì ra. Đối với thân phận của Chu Lam, Hồng Quân Thủy Trung cũng có một chút nghi ngờ. Chu Lam cười, ngồi xuống đối diện Hồng Quân, đôi môi đỏ mọng mấp máy, nhẹ giọng nói, không thể tưởng được, thần tượng của cả đệ nhị thần giới cũng phát sầu như thế, nếu để cho người khác biết, chỉ sợ địa vị của ngươi trong lòng bọn họ suy giảm ít nhiều à. À, không sao cả, suy giảm thì suy giảm, dù sao ta cũng chính là một người tùy tiện như vậy mà hồng quân làm bộ dạng không sao cả cười cười nói đồng thời bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu gì thế cho ta một ít chu lam lấy một cái tách ý muốn hồng quân rót cho nàng hồng quân cầm lấy bình rượu rót cho chu lam một ly rượu này ta cố gắng để dành hiện tại không còn nhiều lắm uống một ngụm ít một ngụm đúng như hồng quân nói lúc trước ngộ không cùng nghịch ương so tài hai người làm tiêu hao của hắn không ít rượu chu lam bưng chén rượu đôi môi nhẹ nhàng nhấp một cái, chép chép miệng, tán thưởng nói, quả nhiên là hào tử, ta tới không gian này cũng đã mấy trăm vạn năm, cho tới bây giờ cũng chưa thưởng thức qua loại rượu ngon như vậy. Mấy trăm vạn năm, Hồng Quân cả kinh, theo lời Chu Lam, được lựa chọn vào địa vị cao trong Chu gia, đều trải qua những khảo hạch nghiêm khắc, bình thường không có mấy ngàn vạn năm, căn bản cơ hội tiến lên tầng quản lý của Chu gia đều không có, chứ đừng nói đến tầng cao cấp. Chu Lam nhẹ nhàng cười, trong nụ cười cũng mang theo một nỗi buồn vô tận đúng vậy cảm thấy rất sốc đúng không mấy trăm vạn năm có thể làm vị trí cao ở chu gia chuyện này nhiều người có mơ cũng không dám mơ tới nhưng chuyện này thật sự tốt lắm sao chu lam tự hỏi vẻ mặt lộ ra nét u sầu người biết không ta vốn không phải là như vậy có muốn nghe một chút chuyện xưa của ta không chu lam cười hỏi hồng quân xin rửa tay lắng nghe hồng quân xiêm áo chỉnh sữa một chút giống như một người bình thường ngồi đối diện với chu lam chăm chú nghe chu lam thân người ngửa ra sau lưng dựa vào ghế ngừng đầu nhìn bầu trời tràn ngập vật chất vô danh màu xám trên mặt hiện ra nhiều tâm trạng khác nhau chậm rãi nói ta vốn xuất sinh từ một khoa kỹ tinh cầu gọi là thiên lam tinh trên tinh cầu đó mọi người có thể dựa vào lực lượng khoa kỹ xuyên không gian có thể dựa vào khoa kỹ mà trường sinh cũng có thể dựa vào khoa kỹ mà nhận được lực lượng cường đại hết thảy đều có thể dựa vào khoa kỹ mà thực hiện cũng bởi vậy lúc ta xuất sinh thì thế giới kia cơ hồ không có người tu chân có chăng cũng chỉ là những người du lịch từ không gian khác tới thiên lam tinh mà ta liền trùng hợp như vậy gặp được một người tu chân a à, người đúng là may mắn hồng quân cười cười nói tưởng tượng một cái tinh cầu hoàn toàn không có người tu chân có thể gặp được một người tu chân từ bên ngoài đến xác suất thật sự rất thấp đúng a à, một người thuộc gia đình bần khốn như ta có thể gặp được một người tu chân đích thật là may mắn tới cực điểm chu lam cười nói chính là trong tiếng cười lại tràn ngập chua sót vì có thể tu luyện ta đem thân thể chính mình bán cho người tu chân nọ năm ấy ta chỉ mới hai mươi tuổi cái gì hồng quân ngàn vạn lần không có nghĩ đến một nữ hài tử vì tu luyện có thể đưa ra lựa chọn như vậy có phải nghĩ rằng ta rất tùy tiện không rõ ràng có thể lợi dụng lực lượng khoa kỹ để trường sinh là một người tu chân lại đi bán thân thể chính mình việc này đã trải qua không biết bao nhiêu năm chu lam nhớ lại phảng phất như là sự tình mới vừa phát sinh hôm qua Hồng Quân trầm mặc không nói, xem biểu tình của Chu Lam cũng có thể biết được, lúc trước lựa chọn kia tuyệt đối là có nguyên nhân. Chu Lam tiếp tục, quả thật như lời Hồng Quân đoán, có lẽ ngươi cũng nghĩ tới, ta 20 tuổi, lựa chọn như vậy, kỳ thật là bất đắc dĩ. Chu Lam thanh âm có chút thê lương, tuy khoa kỵ có thể làm cho chúng ta sinh mệnh vô hạn, lực lượng cường đại, nhưng điều này chỉ đúng với những người ở tầng lớp giàu có, không tiền, không quyền, sẽ không có cái ai chú ý tới ngươi. Cái gọi là khoa kỹ năng lực này, căn bản không đơn giản mà cấp cho người bạn trai của ta chính là một ví dụ điển hình hồng quân trong lòng vừa động nghe lời chu lam nói trong lòng vô tình nhớ tới lâm lâm tuy hắn không chính mắt nhìn thấy lập lập tuẫn tình nhưng cùng vô danh vật chất có mối quan hệ nào đó làm hắn cảm nhận được lâm lập đã tự vẫn bởi vì chính mình nhất thời tự đại hoàn toàn hại chết hai người thân tối quan trọng chuyện này cũng làm hồng quân phiền não một trận nhưng cuối cùng hồng quân trở nên có chút phấn chấn giảm bớt chiến tranh giảm bớt sát phạt cải biến hết thảy mọi chuyện làm những người đã chết một lần này còn có cơ hội được sống. Chu Lam thở dài nói tiếp, bạn trai ta cũng giống như ta, đều là xuất thân từ người nghèo, hắn so với ta lớn hơn 2 tuổi, chúng ta cảm tình tốt lắm. Khi đó mỗi ngày sống cùng nhau ta rất vui, mặc dù rất nghèo, nhưng ta nghĩ chính mình thật hạnh phúc, không cần tưởng cái này tưởng cái kia, mỗi ngày chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, nhưng mà, sau đó ma bệnh xuất hiện trên người hắn, theo lời thầy thuốc Hắn 22 tuổi không thể tiếp tục sinh tồn, trừ phi chúng ta có thể xuất ra một số tiền lớn lợi dụng lực lượng khoa kỹ thay đổi tế bào trong cơ thể hắn. Nói đến đây Chu Lam cười khổ một chút, vừa rồi ta cũng nói, chúng ta đều là người nghèo, khoa kỹ lực lượng này không phải là dành cho chúng ta, cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chậm rãi tiểu tụy, từ từ đi tới tử vong. Có lẽ chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, nói lên chuyện này, trên mặt Chu Lam ngoại trừ một tia bất lực ra, thực không có một chút bi thương nào. Sau đó Người tu chân kia xuất hiện, lực lượng người tu chân chúng ta căn bản không thể tưởng tượng được, thậm chí khoa kỹ lực lượng cũng không thể sánh bằng, người tu chân kia bị quản lý giả của tinh cầu đắc tội, với trình độ của khoa kỹ lúc ấy, người tu chân kia có thể thoải mái hủy diệt Thiên Lam Tinh, lúc ấy không biết vì cái gì, người tu chân kia thấy ta tướng mạo bình thường, vậy mà muốn ta hiến xuất thân thể, hắn còn truyền thụ cho ta công pháp tu chân, hơn nữa còn đáp ứng cứu chữa khỏi cho bạn trai ta. Hồng Quân nhíu mày, trong ma đạo thật ra đã nghe nói qua phương pháp thái âm bổ dương nghe đến đó lại xem kỹ chu lam mới phát hiện thân thể chu lam chính là trí âm như vậy nếu người tu luyện công pháp trí dương thì không thể nghi ngờ đây chính là đối tượng thái bổ cao nhất mà cỗ khí chất này cơ hồ nam nhân sở hữu đều không thể miễn dịch cảm thụ được ánh mắt của hồng quân chu lam cười nói người cũng đã nhìn ra người tu chân kia truyền cho ta công pháp cùng hắn song tu hai người tu vi tăng lên vi thường nhanh chóng mới không đến 200 năm thời gian ta đã phi thăng tới ma giới, từ đó ta cũng mới biết được hắn tu luyện ma đạo công pháp, mà bạn trai của ta, trải qua tẩy kinh phạt tủy, một người bình thường nghèo khổ mà sống tới 230 tuổi mới chết đi, coi như là sáng tạo một cái kỳ tích à. Từ tu chân bắt đầu, ta liền thay đổi, bắt đầu trở nên tàn nhẫn, coi sinh mệnh như cỏ rác, cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ tới cuộc sống trước kia, ta đột nhiên phát hiện, nếu có thể cùng người yêu sống đến già, sau đó chết đi, có lẽ là rất tốt à trong mắt chu lam tràn ngập nỗi khao khát phải không hồng quân bị những lời này làm xúc động sư huynh cùng lâm tiên tử một cái nguyện vọng đơn giản cũng không thực hiện được có lẽ đối với bọn họ mà nói sống một cuộc sống như vậy chính là một loại xa xỉ ta nghĩ thấy ta dần dần tin tưởng ngươi hồng quân nói lời này khiến chu lam hoảng sợ mắt trường lớn hỏi cái gì ngươi nói rằng ngươi tin tưởng ta ân muốn một đoạn cuộc sống của phàm nhân đối với chúng ta mà nói có thể đích thực là xa xỉ hồng quân nói trên mặt chu lam thần sắc còn lộ vẻ kinh ngạc đúng vậy à ta suýt nữa vì nguyện vọng này mà hoàn toàn muốn tìm tới cái chết hồng quân đứng lên thu bình rượu lại trong mắt hiện lên một đạo quang mang màu xám nói với chu lam cũng như là tự nói với mình hy vọng có một ngày tất cả mọi người ở không gian này đều có cuộc sống như vậy hồng quân nói xong xoay người đi ra ngoài để tất cả mọi người đều có cuộc sống như vậy chu lam kỳ quá nhìn bóng dáng của hồng quân mặc kệ trong mắt ai những lời này của hồng quân giống như là tê sáng lóe lên trong đêm tối người này rốt cuộc là người như thế nào chu lam trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ như vậy tôn ngộ không mấy ngày nay đích thực rất khoái trá phi thường khoái trá từ lúc theo hầu phí đến giờ hắn mới có được cái cảm giác dạy bào người khác dưới tay hắn là 900 người do hắn trực tiếp huấn luyện hồng quân cửu thành thêm một ít tòa thành nhỏ mới xây dựng hơn nữa xung quanh còn có vô số thôn trang của đệ nhị thần giới chạy tới đầu quân cho hồng quân thành toàn bộ người ước chừng lên đến hơn 10 triệu trong đám người nhiều như vậy lựa chọn xuất ra 900 người có thể nói bất luận người nào cũng là thiên tư ngút trời những người này tự cho rằng mình là nhân vật thiên tài dưới sự huấn luyện của tôn ngộ không đã chịu không ít đau khổ mặc kệ là huấn luyện khắc khổ cỡ nào nghiêm chỉnh cỡ nào tiến bộ có thể nói là một ngành ngàn dặm thế nhưng trong mắt tôn ngộ không lốt cuộc cũng tìm ra lý do mà trách mắng đầu tiên còn có người không phục tôn ngộ không chẳng qua chỉ là một hạ phẩm thần nhân bọn họ người kém cỏi nhất cũng là trung phẩm thần nhân đính phong bị tôn ngộ không tác uy tác phúc trên đầu rất là không phục nhưng cái loại không phục này sau khi một đám thần nhân liên thủ bị tôn ngộ không đánh cho mặt lúc xanh lúc đen thì đã biến mất tóm lại mấy chục năm này tôn ngộ không xem như chính thức hoàn thành nhiệm vụ sư phó của mình phá thiên kiếm quyết của nghịch ương cũng rất nhanh được truyền bá rộng rãi khắp đệ nhị thần giới không có yêu cầu gì chỉ cần là thần nhân của đệ nhị thần giới toàn bộ đều có tư cách học phá thiên kiếm pháp trong lúc nhất thời cả hồng quân cửu thành dấy lên một phong trào luyện công kế hoạch huấn luyện quân đội của la băng cũng có bước tiến dài vốn trong quân có một ít tướng quân cũng là không phục như sau khi hành động thực tế phu luận là thực lực la băng hay là trí tuệ điều binh đều làm những người này phục sát đất tuy đệ nhị thần giới tồn tại đã 220 triệu năm nhưng người đứng đầu lãnh đạo đại quy mô người tu chân đại chiến lại rất ít đại bộ phận đều dừng lại ở lối suy nghĩ anh hùng chủ nghĩa đối với việc quản lý quân đội thống nhất huấn luyện loại kinh nghiệm này đã ít lại càng ít tất cả mọi người đều bận rộn cho trận đánh lớn hồng quân lại đang cấp tốc nâng cao thực lực tiếp tục bế quan tôn ngộ không huấn luyện số người này đều là do hồng quân quy định mấy năm nay chiến tranh vô luận là phong vũ lôi đoàn hay là di động trận pháp của chu gia đều gây cho hồng quân rất nhiều cảm khái nếu chính mình cũng có thể tìm được một cái di động trận pháp thích hợp lại thêm do một số lượng thần nhân nhất định tạo thành kinh thiên nhất côn trận pháp kia tuyệt đối sẽ là ác mộng của cả thần giới nếu có mười thậm chí càng nhiều trận pháp như vậy căn bản là một hàng rào phòng vệ vững chắc cho tất cả thần nhân của đệ nhị thần giới chu lam như trước mỗi ngày không có việc gì đều ở trong thành chủ phủ tuy không ai kiểm soát nhưng nàng cũng rất tự giác cho tới bây giờ chưa ra khỏi thành chủ phủ lấy một lần tựa hồ thực sự hưởng thụ cuộc sống hiện tại ở trong thành hôm nay chu lam đang ngồi thành thơi trong viện đột nhiên nhíu mày vẻ mặt lập tức khôi phục nguyên trạng chậm rãi đi vào phòng thần thức chìm vào trong một viên truyền tấn khí điều tra tin tức vừa mới thu được hỏa lôi thành thành chủ chu hỏa bị ba người của đệ nhị thần giới giết chết ba người này có đặc điểm mắt vàng răng nanh dài hơn nữa có thể biến thân sau đó lại xuất hiện bốn người đồng dạng như vậy bị vây khốn trong vạn hỏa ấn quyết nhưng dưới tình huống nhóm của hắn hy sinh một người đã phá tan trận pháp vạn hỏa ấn quyết đem 36 người toàn bộ giết chết lệnh hồng quân thành có tin tức gì lập tức hồi báo cái gì chu hỏa chết vạn hỏa ấn quyết bị bốn người phá chu lam một trận kinh ngạc cái chết của chu hỏa thực không khiến cho nàng chú ý dưới tình huống bốn người hy sinh một đã phá tan vạn hỏa ấn quyết mới làm cho nàng giật mình không thể tưởng được lại có người có thể phá vỡ vạn hỏa ấn quyết mắt màu vàng răng nanh dài chu lam bỗng nhiên nhớ lại hình dáng huống thiên minh trong cái ngày đầu tiên thẩm vấn nàng huyền tinh thiết quáng tại chùa huyền hổ thú nhất tộc tụ tập Tộc trưởng Mada giờ phút này lại cung kính đứng trước người một huyền hổ thú khác, mà huyền hổ thú kia lại đang ngồi ở vị trí vốn thuộc về tộc trưởng. Mada, người làm tốt lắm, lập công lớn cho huyền hổ thú nhất tộc chúng ta, người muốn được thưởng cái gì? Huyền hổ thú kia hiền lành nhìn Mada, cười nói. Mada vội vàng khom người nói, Mada không dám yêu cầu cao xa, chỉ mong huyền hổ thú nhất tộc chúng ta trưởng thịnh không suy. Huyền hổ thú kia gật gật đầu, điểm ấy ngươi cứ yên tâm, chủ nhân một khi đã xuất hiện, huyền hổ thú nhất tộc chúng ta các ngày trưởng thịnh cũng không xa huyền tinh thiết quáng ma đa thống lĩnh một bộ phận huyền hổ thú hôm nay đã thành thánh địa của huyền hổ thú nhất tộc ở cả tầng thứ bảy không gian liên tộc tộc trưởng lạc kha đều ngụ ở nơi này sau khi nghe ma đa hồi báo đối với ma đa có sự tán thưởng rất lớn nhưng mà tộc trưởng chúng ta cũng vì vậy mà ở tầng không gian này đắc tội với thạch gia cùng chu gia bọn họ hai phương thế lực liên hiệp lại so với chúng ta cũng không yếu hơn hơn nữa tương đối mà nói thế lực của bọn họ càng thêm tập trung mà đà hướng tới là kha phân tích là kha cười ra vẻ không sao nói mà đà ngươi yên tâm a, à, nếu đạt ở trước kia chúng ta đối với thế lực thạch gia cùng chu gia có chút kiêng kỵ nhưng người nhớ kỹ đó là trước kia còn bây giờ chủ nhân đã xuất hiện chúng ta không hề e ngại bất luận kẻ nào nhớ kỹ là bất luận kẻ nào mà đà trong lòng khó hiểu nghi hoặc nhìn về phía lạc kha tộc trưởng ta có chút không rõ Tuy chủ nhân đã xuất hiện, nhưng theo ta thấy, với thực lực trước mắt của chủ nhân, cho dù tại tầng không gian này, cũng không tính là vô địch. Mada, có lẽ nhãn lực của ngươi cũng không tồi, có thể chủ nhân hiện tại đích xác không tính là cường hãn, nhưng chuyện này không quan hệ, cũng không phải là chuyện của chúng ta, có một số việc chỉ tộc trưởng mới biết được, hiện tại, ta có thể nói cho ngươi một bộ phận. Mada ánh mắt sáng ngời, đích xác, trong truyền thừa chỉ nhớ miêu tả về chủ nhân, hắn biết một bộ phận rất nhỏ hiện tại xem ra tộc trưởng biết rất nhiều sự tình. Trong truyền thừa trí nhớ của tứ hộ vệ thú tộc tộc trưởng, chúng ta tứ thú tộc vốn có một lực lượng cường đại cùng với trí tuệ rất cao, nhưng tứ thú tộc từ khi sinh ra đến nay, cho tới bây giờ chưa thấy xuất hiện chuyện này trong trí nhớ của đồng loại. Năng lực chúng ta bị phong ấn một bộ phận, chỉ tới lúc chủ nhân xuất hiện mới có thể giải trừ phong ấn kia. Một khi chúng ta được giải trừ phong ấn, tại tầng không gian này, chúng ta chính là vô địch. Luận một trọi một, ngay cả ba siêu cấp cao thủ kia của Chu Gia cũng không phải là đối thủ của huyền hổ thú nhất tộc chúng ta. Lạc Kha rất tự tin, tuy việc phong ấn kia chỉ là từ trong truyền thừa trí nhớ mà biết được, nhưng Lạc Kha cũng như ba tộc trưởng kia cho tới bây giờ cũng chưa hề hoài nghi. Dừng một chút, Lạc Kha tiếp tục nói, hơn nữa, sự xuất hiện của chủ nhân liền trực tiếp đem từ thú tộc chúng ta thống nhất, chuyện này trước đây chưa hề có, thường nghĩ, tại tầng không gian này, từ thú tộc hoàn toàn giải trừ phong ấn, còn có người nào có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.